chơi ta ha, nhìn xếp là đẹp đúng không? Nhìn nó xếp này còn xấu vậy cho người dừng lên tao lai hết tao đây người chắc hết nhà mua gì phật phải nhà mua biết không đậu ông em biết được không rồi đó mình chuyện này. Hôm nay khui có một bao này à mọi người. Hôm nay sẽ có một bao này à mấy chị ơi. Bao này có 170 cái à mọi người. Hôm nay sẽ có 370 cái thôi với tình yêu của em ha. Tình yêu là vào livestream chấm bài đi. Tôi kéo đi, bắt kéo đi. Hello mấy bà nha. Vô livestream em đi, có ai đi chơi Noel không? Trời lộn mát rồi mấy bà đi chơi Noel quá. Chấm đi Trang, chấm thử đi. Chấm thử một cái đi. Hello mọi người. Có ai thấy bà My không? Hôm kia mua quần rim mà quên mua áo vô. Mẹ tức à. Có ai đi chơi Noel không? Rồi có ai ở nhà mua đồ không trời? Hôm nay mua đi, hôm nay mua rồi mua áo vú mà. Mấy áo vú thần thánh gần Tết rồi mua đi bà ơi, đúng không? Có ai không? Có ai hôm nay không có đi chơi Noel không? Có ai ở nhà coi livestream không? Sang cái bao đây liền cho em có 170 cái không á trời. Sẽ 3x, 4x, 5x, 6x cho em luôn. Chị hàng hoàn toàn hàng Quảng Châu cho em luôn. Ok, chưa vô like bật phốt lên cho em coi. Ở nhà nè, trời trời điểm danh đi. Hôm nay ở ai ở nhà là thiên thần đi mà. Ờ điểm danh đi mấy chị. Nay ai ở nhà là thiên thần. Ai ở nhà là được mua đồ hàng giá rẻ đúng không á chị yêu của em hả? Trời ơi, Thúy Di không đi chơi nha. Hello Anna Thảo, hello Yến Nhi nè. Ê mấy bạn không đi chơi hả? Chị My mặc gì vậy? Mặc xếp thiết kế. My đang mặc hàng thiết kế. Trời ơi mấy bà ơi, hôm nay mấy bà không đi chơi hả, hay là mai mấy bà mới đi? Thôi nè đi mấy chị, ở nhà săn livestream đi mấy chị. Hôm nay sẽ có 170 cái. Hôm nay vui vẻ lắm, có 170 cái thôi mấy bà ơi, không nhiều. Hôm nay hai chị em quyết tâm sẽ hết bao này xong nghỉ vô ngủ. Nghỉ vô ngủ mấy chị. Mai tiết Covid tiếp. Nghỉ vô ngủ 3 ngày đi tiết Covid lại nha. Ở nhà coi live đúng 100 người yêu luôn. Ai ở nhà coi livestream quen tặng cho 100 người yêu luôn mọi người. Má ai không có quà Noel vô đây em tặng quà Noel mấy chị, chả vấn đề gì. Chị em mình mang lại hạnh phúc cho nhau mà. Để khui má, cô nãy cái bao chưa xong này đâu á. Để cho nó khui mấy chị. Con người em bữa nay yếu đuối lắm. Con người em bữa nay yếu đuối vải trưởng ha. Rồi vô livestream chưa? Vô livestream cho em đi mọi người. Cho em xin những nút chia sẻ nha. Để em xin mặt sẽ ép nha, ok. Để tí chị coi máy xét. Chị coi hàng máy xét. Hàng này hàng thiết kế. Hàng thiết kế này giá phải tầm 140-150 nha. Chứ không có giá 120.000 đâu nha mọi người. Cái lô này lô khác nha. Lô này lô khác nha mấy chị ơi. Xét này tầm 140-150 đó. Nhưng mà cái này mới để mặt nè. Xét này mới để mặt nè mọi người. Trời độ má chứ em hỏi mấy chị cho. Hàng đi tử đồ ammoniac tới bây giờ nè. Mày đóng đi như thế này nè. Có bây giờ mang nha. Má đóng đi mà hàng bụi về luôn. Đéo mới tặng quà Noel cho mọi người ủng hộ mới coi. Băng của ai vậy? Không, cái này phải chị phải đi lấy hình ảnh rồi chị úp lên cái mặt nó lên nè mới coi được. Cái này có cọc rồi mấy chị, có cọc rồi nên không có chuỗi được. Ủa má không chuỗi cào nhà nó luôn chứ không có chuỗi được, cào nhà luôn. Thật sự là sĩ nói chung là cũng thân với em, cũng bán đồ với em mấy năm trời, nhưng mà vì lý do là Covid, cũng là Covid nên là cũng không được chuỗi nhiều nha mấy chị. Không được chuỗi nhiều bởi mang nghiệp, mới chơi mang nghiệp quá, má ép một hoài đây nha, mang nghiệp quá mà nên không có được chuỗi. Úp cái mặt nó lên chứ không có được chuỗi. Ok chưa? Trời ơi má ơi, hàng không đẹp không lấy tiền mấy bạn ơi. Hàng ơi cái bị kia nữa, còn bị nữa đâu? Còn bị hồi chiều tao vui đây đâu? Nhiều lắm, nhiều rất nhiều luôn mấy bạn ơi, mấy trăm hàng nữa mà. Mấy trăm hàng nữa mà, yên tâm đi về trong live này. Trời ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng bao không đẹp không lấy tiền mấy bạn ơi. Đây nè, ít lên đường trăm mắt chưa chia sẻ live chưa? Đây nữa nè mấy trời rồi, mấy kẻ đi mồm nữa mấy bạn ơi. Chả đi mồm đâu, áo như thế này nữa trời. Áo như thế này nè, nói chung nó là hàng thiết kế, không hoàn toàn là hàng thiết kế trong livestream này. Lên cho em 100 mắt đầu tiên đi mọi người. 100 mắt đầu tiên cho em lấy gì ra tặng luôn nè, vô gửi form lên coi. Lấy huyền ri ra tặng luôn. Ok chưa? Lấy huyền ri là hàng Nguyễn Châu ra tặng đầu like luôn. Cho nó xôm nhà xôm cửa luôn mọi người. Cho xôm nhà xôm cửa cho em luôn á trời. Một cái hàng thiết kế như thế này. Tao nói 100 cái bao này 170 cái nha. Không, quần bộ chị mặc là set nha. Set mi mặc nha mọi hàng, hàng thiết kế. Hàng thiết kế nha. Đây, sẽ có lòi cái hột len ra thôi. Chứ không có gì không có chị ơi. Rồi cái áo này em like cho mọi người. Em tặng đầu like cho chị nào hôm nay Noel ở nhà với My nha mọi người ơi. 45 ngàn.
Ok chưa? Hàng thiết kế cho em mấy chị ơi, hàng thiết kế, hàng Quảng Châu, chất của nó chất lên giờ thay cái nơ này. Mấy chị lên sàn lờ với sàn S mua cho em. Nó mà giá dưới 100 ngàn em chịu gì em chịu luôn. 45 ngàn. 45 ngàn cho những chị nào, những chị nào hôm nay coi livestream là xứng đáng là thiên thần rồi mọi người. Xứng đáng là thiên thần nên tặng nha. Ok chưa? Chất của nó này mấy chị ơi, em dám cho mấy chị coi cận chất của nó luôn. 45 ngàn tặng đầu like vui vẻ coi nè. Vui vẻ tặng đầu like 45 ngàn cho em mấy chị ha. Trời ơi, riêng cái hàng len dệt mà bán 45 ngàn xin thua luôn. Chỉ có bà My nha mọi người. Chỉ có bà My Vlog này rồi đứng đây đứng livestream này nói cho bà bán cái áo này 45 ngàn ok chưa. 45 ngàn nó là hàng Quảng Châu cho em mấy chị ơi, không phải hàng xưởng nha. Ê, lo cái này ra em. Chọt quá gì. Nét qua một bên, nét qua một bên. Để em mới ngồi em xả được. Thôi thôi ngồi đây cũng được. Ủa mấy nhiều hàng quá. Xách xách xuống đi. Nhiều hàng quá. Thực sự rất là nhiều hàng quá rồi. Rồi giờ ngồi đây. Ngồi đây bóc. Ngồi đây bóc. Bóc hết bao này nghỉ. Bóc hết cái bao nghỉ mấy chị. Ok chưa. Giờ chấm cho cái được không mấy chị. Chấm cho cái biết rõ mọi người đang coi livestream được không. Ở hàng được đồ lên áo. Vài đẹp lắm trời. Thấy chưa mọi người. Mọi người thấy đọc, hãy đọc feedback của nhà em đi mọi người ơi. Hôm nay like cái bao hàng Quảng Châu này cho mấy chị gì nhà săn cho em. Săn cho em, săn hàng Quảng Châu mặc tết cho em mới trời, khỏi còn săn hàng xưởng mới trời. Cứ hàng Quảng Châu giọng tối cho em, ok chưa? Đố luôn. Tiền đình luôn. Hôm nay tiền đình luôn. Đố mọi người đi đâu đua mua được cái áo này em tặng đầu like cho chị nào luôn. 65 ngàn hồng cho em luôn mới trời. Hàng 8x, 9x nha, có lên rin luôn. Ngồi yên đó nha các bạn ơi. Hàng 8x, 9x luôn mới trời. Ê, bấm cho chị cái móc rồi, sợ gì treo cho nó nha. Cái bóp cho chị cái móc. Má ơi cái áo này mấy chị. Liền ngay trên livestream móc hồng á. Móc hồng cho khỏi vậy. Liền trên livestream này chế mi luôn mọi người. Hàng hôm nay rất là đẹp mấy chị ơi. Em hỏi mấy chị nhan mạc của nhà Miu Miu. Hàng Quảng Châu 8x9x. Em đóng đơn đi, đóng đi hàng cho tụi nó. Về bây giờ xả ra bao hàng như thế này nè mọi người ơi. Ok chưa. Cái này là hàng đi lô cho sĩ em hết nha mấy chị ơi. Bởi vì gia đình gì đó nói chung là không may. Thì thôi bây giờ xả ra. Thì em vẫn xả lòi lên mà em xả lại có sóng máy nhà em lỗ nha mọi người. Bởi nó là hàng Quảng Châu. Em không có like cho khách em luôn nha mọi người. Những cái hàng này với mi không hề có like cho khách em luôn. 65 ngàn. Hàng mạc Miu Miu nữa ba. Hàng mạc Miu Miu nha. Xếp viên mặt từ từ. Mai lên hàng thiết kế sau nha mọi người ơi. Lên đi xuông đi chị. Ủa sao lên nhiều vậy. Nãy giờ chưa ai mua gì nữa bay. Nãy chưa ai mua gì nữa bà ơi. Để bán con áo này 65 ngàn. Có ai mua hay không nè. Không ai mua bấm qua mẫu coi. Bởi vì sao cái lên hàng Quảng Châu mà lên hàng lên sợi kia được. Chứ em lấy hàng trong Sài Gòn kia mấy chị ơi. Lấy hàng Sài Gòn kia gọi 99 ngàn em lai lẻ nha mọi người. Lấy vô trong vốn để là nhiêu 89 ngàn, bán là 99 ngàn. Giờ xả lỗi lòi le không ai mua kìa. Còn này hàng Quảng Châu chất len dịch nó cao cấp hơn hàng tao bao đưa về bán 65 ngàn. Không ai mua đây nè. Không ai mua muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn nè. Rồi cái con này 65 ngàn có ai mua không. Lên tiếng cho em đi. Lên tiếng liền cho em luôn. Mã số 1 65 ngàn. Trời nó đẹp như này không ai mua luôn mấy bà ơi. Mắc mấy bà sao vậy buồn quá. Chị nhận hàng được rồi. Vải ơn ghê. Cảm ơn chị Bích Dân nhiều nha. 65 ngàn cho lên tròn nè. Thề luôn. Cái áo siêu đẹp như thế này lên bán. Nãy giờ ngồi nói muốn xỉu luôn. Không ai chốt á. Không ai chốt á. Xỉu ngang xỉu dọc luôn. Ok chứ không ai lấy em qua mẫu nha. Không ai lấy em qua mẫu cho mọi người nha mọi người. Mà cái áo này nó đẹp quá à. Thiệt luôn á. Không biết cho sao cho các bạn luôn. Mấy bạn không biết mặc đồ. Mấy bạn không biết mặc đồ. Nói gì cho nó vuông miệng. Nói gì cho nó vuông miệng mấy bạn. Mấy bạn không biết mặc đồ lêu lêu. Lêu lêu quý bạn ơi. Rồi một cái quần ngố rin cho em mấy chị ơi. Size M. Một cái quần ngố rin size M. Trong váy nha ngố ngố mà. Một cái quần ngố rin 65 cho Thu Đài dồn đơn. Thu Đài trong váy dù 65 ngàn ok. Đẹp lắm luôn quý bạn ơi. Rồi một cái quần rin size M tặng cho chị nào luôn 59 ngàn cho em mấy chị ơi. Một cái quần ngố rin size M 59 ngàn. Ai bán? Ai bán à? Chị có con My này ngồi đây bán cho mọi người trên cái livestream này nha. Nói chậm chậm thôi. Ê mở nhạc nào vui tí ngoài cái Mary chịch mệt được không. Tao nghe Mary chịch mệt tao mệt quá. Rồi 59 ngàn cho em á chị ơi. Ngố bấm cho em ngố size M cho em ơi nha. Ngố size M 59 ngàn. Má tiền đình luôn á. Nhìn cái bao hàng xả ra muốn tiền đình luôn. Mà mở nhạc cho em nghe đau não luôn á chị ơi. Rồi 59 ngàn ngố riêng size M. Ai búp không? Búp hộ em phát đi mọi người. Má lên cái nào mà mọi người mua hết rồi. Lúc đó em mới cảm thấy vui luôn á trời. Lúc đó em mới thấy vui luôn á chị ơi. Bẹn xoàng. Lúc đó em mới thèm thấy vui luận. Cho mẹ họ lên. Chịch mờ thiệt luôn á. Má ở nhà vô mua đồ đi. Đi Mary chịch mờ chứ cho mệt vậy. Rồi áo đỏ cho em á chị ơi. Một con áo đỏ cho em. Thiên thần đỏ cho em luôn. 55 ngàn đỏ. Hàng đây đang like cho mọi người là hàng Quảng Châu và hàng Tao Bao nha.
đang like hàng Quảng Châu và hàng Tao Bao, không phải là hàng xưởng Việt Nam mình nha mọi người ơi. Rồi 55.000 đỏ, chị bấm đỏ cho em á chị ơi. Ai bấm mẹ đỏ bấm cho em đỏ luôn, nhạc nhỏ luôn. 55.000 áo đỏ nha, chị bấm áo đỏ bấm cho em áo đỏ nè. Hàng Tao Bao và hàng Quảng Châu với mấy cục vàng thân thương, mấy cục cục cân nhà em ha, 55.000 áo đỏ. Má muốn tiền đình rồi á, like nãy giờ mà có 1-2 người chốt muốn tiền đình lên nha mấy mẹ. Muốn tiền đình con mẹ nó luôn, chấm cho dấu chấm cho vui nhà luôn mấy bạn ơi. Rồi áo vàng các bạn, rồi bấm áo vàng cho em 65.000. Ai coi livestream của em biết đều những cái áo này em like 8x9x nha mọi người. Ai coi like của em mới biết ha. Rồi 65.000 áo vàng nha. Hàng dám khẳng định với mọi người, hàng độc quyền ở đây không đứa nào có luôn, không có đứa nào có luôn nha các bạn ơi. 65.000 và giá bao cho mọi người luôn. Giá này giá sỉ chứ không có giá rẻ nha mọi người. 65.000 áo vàng một con quất. Dưới 60 con mặc vô tư nha. Rồi khách mình chắc đi hết rồi quá. Chắc khách ruột nhà mình chắc đi Noel hết rồi quá. Không thấy khách ruột mình luôn á trời. 65.000 vàng vô quốc. Bập phốt coi. Vô cái móc đi. Móc hồng nữa. 65.000 bập phốt vàng coi. Vàng 65.000. Ở khách ruột nhà bà My đâu hết rồi bà ơi. Khách ruột nhà bà My đâu hết chứ. Những cái áo này thề với mấy chị là lên hàng không có hàng. Mà bây giờ like như thế này nè. Chắc xỉu ngang quá bây. Chắc xỉu ngang quá. Đi Mary chịch mệt hết rồi hả. 65.000 vàng. Vàng cho chị Lê Nguyễn, khách cũ với khách mới đây. Khách cũ mới là số hỏi giùm em nha mấy chị ơi. Kim tiền đình á. Váy mi mặt là nguyên set, mai like cho. Mai like set là hàng thiết kế cho 130-140. Cho hôm nay like hàng xẻ nên không like. Không dám like luôn mấy chị ơi. Rồi một cái đầm len cao cấp cho em á trời. Một cái đầm len trộn má luôn này đẹp dữ không anh. Trời má ô thiệt luôn á bà ơi. Vàng ai lên số điện thoại để chị đó, ai lên số điện thoại thì không chốt nha. Rồi một cái đầm len cho em mấy chị, tay bồng cho em siêu đẹp cho em, chưa hàng siêu cấp luôn nha mọi người. Hàng siêu cấp cho em mươi luôn, bấm cho em đầm len 85.000. Đầm len 85.000 hàng siêu cấp cho em cũ nha, ok nè. Lên số điện thoại lại cho chắc chị ơi, mai nhân viên nó gọi cho nhanh nha. Mai nhân viên nhà em gọi cho nhanh nha mấy chị ơi. Rồi đầm len cao cấp cho em mươi luôn mọi người ơi, 85.000 chị bấm mẻ đầm, bấm cho em mẻ đầm cho em nha. Trời ơi, hàng đẹp lắm mọi người, treo xào luôn. Hàng này mấy chị hổng like cho em luôn mấy chị ơi. Mấy chị hổng lấy cho em luôn. Em lên hàng trên xào hết cho mọi người luôn. Bởi vì thiệt sự với mấy chị, chả có con nào bán cho mấy chị được cái hàng cao cấp mà dán như thế này cho em. Ok chưa? Không có con nào dám bán cho mọi người đâu mọi người ơi. Rồi tiếp tục một cái đầm nữa nè. Ok chưa? Hàng NGN luôn mấy chị. Một cái đầm nữa cho em luôn mấy chị ơi. Dưới cho em 53-54 con mặc người cho em. Dưới 53-54 con thôi mấy bạn ơi. Hàng của mạc của NGN luôn. Rồi tặng cho em luôn mấy chị ơi. Áo trắng đi em 99.000 đầm cho em luôn. Chị bấm đầm 99, bấm cho em đầm 99. Nó đẹp, rất là đẹp luôn mọi người. Ok chưa ạ? Ai bấm đầm, bấm cho em đầm 99.000. Chị bấm mẻ đầm 99, treo xào. Đầm 99 treo xào, treo xào. Không ai mua thì treo xào. Không ai mua thì treo xào. Ôi la la. Má cho tiền đình thì có bay ngon. Xả nguyên cái bao đồ đều ra chắc tiền đình thì đúng vậy ơi. 65.000. 65.000 size S, 65.000 quần tay size S ạ. À. Chị bấm quần gố tay size S 65.000. Chị bấm gố, bấm cho em gố 65. Mấy em sẽ nguyên bao đồ này mà 100 mấy chục người coi. 100 mấy chục người coi mà lộn 9 mấy người đang coi mà như thế này cho em tiền đình thiệt luôn. 65.000 gố size S, bắt cái bút cái bộ đồ đó cho bạn coi. Ok, đợi tí. Sticker ship đồ sao? 65.000 size S quần đồ trắng. Rồi size này đúng không? Xếp này đang hot trend luôn, bữa bán 101 còn xếp tặng cho chị nào luôn. Giá 99.000 hôm bữa bán 115 chứ không phải 101 đâu. Giá 99.000 xếp xanh, còn một xếp xinh nhất hàng thiết kế. Rồi con này cho em luôn mấy chị ơi, một cái quần ngố trắng 65.000 treo xào. Ngố trắng 65.000 treo xào. Ai lấy treo xào giờ sao mấy bà? Đúng mấy là 170 cái một cái bao hàng này chắc gì mấy bà lụi được đâu đúng không? Con treo xào con mẹ luôn cho rồi. Má đẹp thiệt luôn á. Mai chắc khách nhà Mỹ không có quá. Rồi một cái quần đùi đen. Rồi lát xếp váy chiều em hỏi nha. Xếp nào ta? Một cái quần đùi đen dưới cho em 55-56 con mặc vừa cho em luôn nha mọi người ơi. 55-56 con mặc vừa cho em luôn á tình yêu ơi. Chị bấm cho em đùi đen, bấm cho em đùi đen 49.000. Đùi đen 49.000 ngố trắng cho Lê Thị Thúy Kiều. Đùi đen 49.000 cho em nhan xét cho con heo phượng luôn. Ok. Đùi đen 49.000, chị bấm mẹ đùi đen 49.000 ạ. À. Đùi đen xếp xanh cho con heo phượng. Đùi đen 49.000. Đùi đen 49 chị bấm đùi đen 49. Chờ chị lên quần rin rồi đợi chị tới. Rồi một cái áo len cho em cổ lọ cho em luôn á chị ơi, 59.000, hàng cao cấp. Có ship váy có à từ từ nha.
Rồi con này 59.000, chị bấm cho em len cho em luôn mọi người ơi. Áo len cổ lọ 59.000. Quần lố 50 em cao mấy 6 vừa. Cao mấy 6 thì có vừa á. Bởi vì ủa mà quần ngố nào? Ngố nào? 51kg bà sao bà lanh chanh. Bà lanh chanh y như tôi à. 59 cho thu đài đồ mới là y như em vậy mấy chị. Làm như em riết sao lanh chanh y như em vậy á. Chưa biết. Lấy cho xếp ngố cho Phượng con heo kìa, ok nè. Rồi một cái đầm cho em luôn á chị. Lanh chanh y như em à. Chủ sao là con nhân viên y chang vậy à. Rồi tồi nhân định nấm cái đầu nó lên nè mấy ơi. Định nấm cái đầu của cái đầm này lên cho em á chị ơi. Kèm một cái đầm cho em là siêu đẹp luôn, ok chưa. Kèm cho em một cái áo ở trong nữa nè mấy chị ơi. Một cái đầm bánh bèo siêu dễ thương luôn. Xếp xanh có đó hở 100 má, không hề hở nha má ơi. Rồi một cái đầm bánh bèo kèm cái áo dây ở trong cho mấy chị nha. Mặc phong trên để khỏi lụa nha mấy ơi. Ở dưới siêu đẹp luôn, hàng tát tan hãng cho em luôn mấy chị. Hàng mạc của nó nè, ok chưa. Tặng cho chị nào cái đầm này cho em luôn mấy chị ơi. 69.000 đầm đen. Đầm đen 69.000, bánh bèo cực kỳ luôn cho em nha mấy chị ơi. Bánh bèo kèm cái áo rồi nên không có hở vú, hở ơ, hở bèn, hở mông gì đâu. 69.000. 69.000 đầm đen, chị bấm đầm đen, bấm cho em đầm đen. Đầm đen 69.000. Rồi một em đầm body đen độ má, cái hàng này hôm bữa không có bán luôn á trời. Má bỏ lô cho nó. Mấy chị thấy em bỏ lô cho sỉ em chưa? Chưa bao giờ làm mấy chị thất vọng đâu. Về với em chưa bao giờ làm thất vọng luôn. Hàng mà hàng đầm em bỏ vô em tính lô, bây giờ xả gì xả rồi cái hồng chó em ra luôn á chị ơi. 85.000 đầm body đen. Đầm body đen 85.000, chất len hàng Quảng Châu cho em mấy chị ơi. Chất len hàng Quảng Châu nhỏ nhẹt thôi ba. Tao nói không có lại luôn á. 85.000, chị bấm mẹ 85.000 cho em luôn. Ở dưới nè, ở dưới đây có cái loa nè. Đó. Mà giảm xuống chứ sao cũng vậy. Chạy lại. Body đen 85.000 cho lăn tròn. Ủa má, lăn tròn khách mới khách cũ. Ok. Má ơi, 85.000. Má thiết hồi. Chị cho em coi quần rinh xuông đi. Từ từ được không mọi người, để xong cái này nha. Rồi tiếp tục một cái đầm cho em luôn á chị ơi, 65.000 đầm. Đầm phối cho em á chị, đầm sơ mi phối cho em 65.000. Size M cho em luôn á chị, ok chưa, đỉnh của chóp chưa, 65.000. Đầm 65, bấm cho em đầm 65. Em định là cái bao này buổi trưa cho mọi người á. Nhưng mà thôi nay ai chúc mừng ai ở nhà với em thì chúc mừng mọi người. 65.000 chị bấm mẹ đầm, bấm cho em đầm. Chứ giờ này khách nhà em không có sĩ nha em vô được đâu. 65.000 đồng cho em luôn á chị ơi. Một cái con đầm đen size M cho em 65.000. Còn set không không? Còn 79.000 hiện của chó không? Còn 5 set. Rồi 65.000 đồng chị bấm đầm, bấm cho em đầm. Đầm 65. Set son định của chó không không? Set son định của chó nha. Đầm 65.000. Rồi một con áo 2 dây len dệt cho em hàng Quảng Châu tiếp với chị ơi. Con quần ngố trắng đó không em? Hàng trước đi chưa? Hàng que báo là đi rồi má ơi. Hàng que báo là đi rồi nha, hàng ai báo view là đi rồi nha. Rồi đầm phố 65 cho Quách Ngọc Minh Anh, ok nè. Áo chị mang không có bán nha, áo chị mang mai like sau nha tình yêu ơi. Rồi con này hai chai len dệt mạc của nó này mới trời. Má hàng cao cấp mấy bà phong biệt hộ em hàng cao cấp cứ hàng xuống giùm em nha. 65.000 áo trắng, 65.000 áo trắng cho chị bấm áo trắng luôn. Ai phong biệt hộ em hàng Quảng Châu và hàng xưởng cho em nha mọi người ơi. Hàng xưởng em thề luôn 30-40 ngàn cũng có. Còn cái hàng của nhà người ta tem mạc như thế này bán 65.000. Đố mấy chị ra chỗ mấy chị mua được luôn nha mấy chị. 65.000 áo trắng, áo lấy mình mặc lấy. Lương em chưa đi chưa trời. Báo bill rồi chưa, báo bill rồi thì đi rồi. Còn ai thích dồn thì dồn đi. Tí em để lại, ok chưa. Rồi tiếp tục một áo phố siêu dễ thương luôn mọi người ơi. Má đẹp dữ bay. Má xịn quá. Hàng rất là xịn luôn á chị. Hàng rất là xịn 69.000. Trời má ơi đẹp chị. Trời má ơi đẹp vậy. 69.000 một con nhất. Hàng này sẽ là hàng tao bao và hàng Quảng Châu em bao cho mọi người là hàng độc quyền, chả có con nào có luôn. Ok chưa? Được em. Rồi 69.000 cho chị bấm cho em mã 69 một cái duy nhất luôn. Ô đẹp thế, Yên Châu. Chị bấm nhanh nha, nhanh nha. Nhanh nha. 69.000 cho chị Yên Châu. Hôm nay ai săn được là đỉnh của chót nha, một ba thôi, có 170 cái thôi nha, ối la la nha. Hết áo phối à. Rồi một cái áo đen cho em á chị, một cái áo đen hàng Quảng Châu tiếp cho em luôn mọi người ơi. 55.000, 55.000 thun này thun hàng Quảng Châu cho em giống chị, 50 luôn ơi. 50 thun đen, 50 thun đen, chị bấm thun đen cho em 50, đơn chị đi chưa, đi rồi nha. Tất cả đơn chiều nay báo là đi nha mọi người ơi. Rồi 50, chị bấm 50, chị bấm áo đen 50, bấm cho em áo thun đen 50. Áo thun đen 50, áo 69.000 hết rồi mày ơi. Áo thun đen 50.
Chị bấm thùng đen 50, bấm thùng đen 50. Ê mày đừng có mở nhạc remix. 50 áo cho con heo phụ. Mày đừng có mở nhạc remix. Remix nó to lắm, tao nói không có nổi. Rồi tiếp tục cho em một cái, trời má ơi, một cái quần von Alibaba nè mọi người. Quần von Alibaba nè mấy chị ơi, mà nỗi lòng nào xả hàng của Yếu My ra vậy mọi người ơi. Quần cho chị bấm quần von Alibaba cho em luôn mấy chị ơi, 65.000 quần. Chứa cho em 55-56 con mặc vừa nha mọi người. Von Alibaba cho em luôn mấy chị ơi, 65.000. Hàng hoàn toàn là hàng Quảng Châu nha, nốt hàng xưởng nha. Nhắc lại lần thứ N của lần thứ 100 của 101 cho em luôn nha mọi người ơi. 65.000 chị bấm quần von, khỏi mới nhạc mẹ luôn. 65.000 khi nào tao bán ế rồi mới nhạc. Quần 65, chốt hàng còn số họ lên chốt hàng à. Em ưu tiên những chị có số họ nha. Em ưu tiên những chị có số họ nha. Mấy chục vàng, mấy tình yêu thân thương của nhà em ha. Chứ giờ đang bán ế mà lên xuống có số họ, mai xả hàng lên, tội em á trời. Mai xả hàng tội em nha. Rồi tiếp tục một cái áo trắng cho em nè mấy trời. Một áo trắng yếm cho em nè mọi người ơi. Áo trắng yếm tặng cho bè chế nào vui vẻ không quẹo luôn cho em luôn. 45.000 áo trắng yếm. Áo trắng yếm 45.000. Áo trắng yếm 45 cho chị bấm. Áo trắng yếm 45.000 kia nha mọi người. Áo trắng yếm 45.000. Ông vừa quần phong không. Tính là đọc số ký luôn á. Tôi báo dưới 55-56 ký luôn mấy bác. Ai không lên số hội chứng tỏ không có đơn nha. Khỏi mất con không mòn nhớ quá trời. Mấy đã bán ế rồi, đã xả bom ra rồi mà không lên số hội là không lên sao. Đúng không mấy bà? 50 một con áo tím loan hãng, một áo loan tím hãng cho em mấy chị ơi, 50.000 luôn. 50 chị bấm mã 50. Quần von cho Ngọc Hoa. 50 chị bấm 50. Mỹ Thuận có thông tin luôn rồi kìa. Dự bị Ngọc Hoa, dự bị thôi. 50 chị bấm áo 50 nha. Áo 50, áo loan form 50. Áo loan form 50. Mấy chị thấy lô này em lỗ lòi le chưa mấy trời. Lỗ lòi le cỡ đó mà mua hàng còn không có tâm là em buồn quá nha. Đọc rõ trước ở dưới chút hàng, đi đơn được 80.000 nhớ chị ơi. Đi đơn được 80.000 nha. Rồi một xếp vít đùi caro cho chị bấm cho em luôn, mã cho em luôn mấy chị ơi. 65.000. Xếp vít đùi caro. Xếp vít đùi caro 65.000 ạ. À. Xếp vít đùi caro 65.000. Dưới 55 con quay đầu cho biết luôn. Xếp vít đùi caro 65.000. Chị bấm xếp vít đùi caro, bấm cho em xếp vít đùi caro. 65.000 xếp vít caro. Xếp vít đùi caro có là lấy không? Alo alo. Gì ta? Nguyễn Văn. Alo alo, gọi là chim sẻ, gọi lại bàn, lại bàn luôn, chia sẻ cho chim sẻ đi. Rồi một cái chân váy dập ly cho em luôn mọi người, một chân váy dập ly cho em luôn, 65.000 chân váy dập ly. Cái áo đỏ tay dài lúc đầu chị like nha, 5k á em quên rồi. Ờ 55k ok, áo đỏ tay dài á. Áo đỏ tay dài 55 đây nè. Rồi cái này cho em luôn, 65k chân váy dập ly luôn, hàng Quảng Châu luôn. Ai bấm cho em? Chị Diễm Bùi nè. À, chị Ngọc Hoa là Diễm Bùi á hả? Ok trời, ok, Ngọc Hoa là Diễm Bùi. Em tưởng cho vô Facebook phép ấy, em tưởng ai. 65.000 chân váy dập ly dài cho em nhé chị ơi. Chân váy dập ly dài cho em 65. Chị bấm dập ly, bấm cho em chân váy dập ly 65 hàng Quảng Châu. Trong váy dập ly hàng Quảng Châu 65.000. Cái đùi hết rồi mọi người ơi. Trong váy dập ly 65.000 cái lô này lụa cho em mọi người. Cái lô này lụa cho em đi mấy chị yêu, nó rất là rẻ luôn. Ok có rồi. Các cụ có rồi. Em thề luôn mấy trời. Nó xịn dễ mang luôn mấy chứ. Trời đang ráng hàng xả, hàng sale, hàng xả lỗ á, này hàng xả lỗ là có hàng 11 á mọi người. Trời ơi má ơi, một cái váy của NGN bây ơi. Trời ơi mua Phật. Trời ơi một cái váy trắng, một cái đầm trắng của NGN Tết này mặc cho em mấy chị ơi. Có hai sợi dây lên cho mấy chị thích dây không tùy. Một cái đầm trắng của NGN. Má ơi sau lỡ dính cái này về nhà giặt giùm em nha mấy chị ơi. Ở sau lỡ dính cái này về nhà giặt giùm em 50.000 nha. Bỏ chút xà bông với chút thuốc tẩy, không cần thuốc tẩy đâu. Bỏ chút xà bông vô giặt giùm em luôn. Váy trắng đầm trắng 50. Chị bấm đầm trắng 50, bấm cho em đầm trắng 50. Hàng NGN ai bán 50.000, nói hộ em phát. Nói hộ con mày này đi qua shop hút 1.000 hàng luôn á trời. 50.000 chị bấm đầm trắng 50 cho em nha, chị xào. Hàng NGN con nào bán cho mấy chị, hàng shop, hàng Quảng Châu, hàng tao bao nha mấy chị ơi. Ok. Con là hàng Quảng Châu nha mấy trời. Mà con nào bán cho mấy chị 50.000, 60.000 như ngày hôm nay với mấy người để bán em qua em gom shop nó 1.000 hàng luôn.
em quen con shop ngàn hàng như mọi người. Hàng này ôm trước khi mà Biên đóng cửa đó, giờ Biên đóng cửa mẹ rồi, có Biên đâu. Giờ Biên đóng cửa rồi nha mấy bà chế ơi. Má ơi, hàng rất là đẹp luôn mà hôm nay không gặp khách nè. Cái đầm đen đẹp quá. Một cái đầm đen nữa nè mấy bà, đẹp không? Một cái đầm đen nữa nè, cho chị bấm cho em đầm đen cho em size M cho em mấy chị ơi. Một cái đầm đen size M đi cưới đi tiệc đi ăn đám cưới người yêu cũ giùm em luôn mọi người ơi. Rồi 89.000 đầm đen, chị bấm đầm đen 89. Hàng Quảng Châu, hàng Quảng Châu giùm em nha. Đầm đen 89 chứ chị bấm đầm đen 89 chiêu xào, đầm chiêu xào hết. Đầm không ai lấy là chiêu xào hết. Đầm không ai lấy là chiêu xào hết, body nhà em nhiều lắm luôn á mọi người. Body nhiều mà. Rồi tiếp tục một con quần suông trắng cho em mấy chị ơi. Một cái con quần suông trắng này cho Mi nha. Size của nó là size gì đây ta? Quần suông trắng size của nó là size S nha mấy chị ơi. Suông trắng này SM mặc được, dưới 50 cân mặc được cho em mấy chị ơi. Rồi ở sau dính chút này, giờ sale luôn mấy chị ơi, 60.000. 60.000 về giặt giùm em. Ở sau dính không phải dính cái gì mới trời, kiểu đi hàng để bụi một cái chục này thôi, treo xào dính thôi. 60.000 size S cho em luôn. Quần tay trắng chị bấm quần tay trắng 60.000. Ok chưa? Ai bóp liền cho em dưới 50 con mặc vừa quần tay trắng 60.000. Mới đi chơi gì đâu má, ai được đi chơi đâu biết. Ai được đi chơi đâu biết. Ở nhà bán ế lò le, ai được đi chơi đâu biết. Ở nhà bán ế lòi le luôn. Rồi một con tím phố cho em mấy chị ơi, 55.000 áo tím. 55.000 áo tím, hàng Quảng Châu. Ai được đi chơi đâu biết. 55.000 chị phẩm áo tím phố cho em, 55.000 hàng của nhà Miu Miu. Hàng nhà Miu Miu cho em nha mọi người, 55.000. Ê sao ế vô mấy má. Má ế bỏ mẹ luôn. Má ơi, có ai mẹ con đi à, tàu lỗ. 55.000, 55.000, chồng đâu má. Chồng đâu xem chở đi. 55.000. Trời ơi tàu lẩu quá. Má nãy giờ bán được mấy cái đồ gì bay? Ê giờ lên cái gì có người mua được không mọi người? Giờ ví dụ như mọi người lên cái gì mà có người chốt giùm em được mấy trời. Chứ ra 170 cái mà ra xảy ở đây không có chỗ chứa luôn mấy bà ơi. 55.000. Má tội lỗi quá. Tội lỗi phải chờ đậu luôn á. Ai ai thích lên cái gì không mình nữa mấy trời. Đầm trắng cho chị Ngọc Hoa kìa, là Diễm Bùi, ghi Diễm Bùi. Đầm trắng cho chị Diễm Bùi, 50.000. Đầm trắng cho Diễm Bùi, trời hôm qua chị like body quá trời luôn, ai chốt á. Hôm qua không ai chốt á. Hôm qua like body quá trời luôn. Bà cho xem xích xanh coi form, bàn tay bằng thuộc không. Xích xanh bỏ bị rồi mẹ. Xích xanh bỏ bị con mẹ đó rồi. Rồi tiếp tục phục một cái đầm caro tặng cho chị, đầm caro cho em 55.000 cho em đầm caro nha. Đầm caro 55.000. Đầm caro chị bấm đầm caro 55.000, dán nè mấy chị. Nói chung nó là hàng tao bao, đầm caro 55.000. Đầm caro 55.000 cho em mấy chị ơi. À bấm đầm caro, bấm cho em đầm caro. Rồi con này hàng của nhà bà vợ bà rồi chị ta. Hàng của đô la. Cái đầm này hàng của đô la cho em mấy chị ơi, về đi ăn đám cưới luôn mấy chị. Mặc cho em đi ăn đám cưới cho em luôn các bà ơi. Ok cho hàng nhà đô la, hàng thiết kế như hàng đô la cho em mấy chị ơi. Hàng thiết kế của nhà đô la tặng cho anh luôn. Xấu, má xấu là mất với chị luôn á. 69 nha. Đầm nu 69 nha. Má hàng đô la nó bán 4-500 ngàn, chị bán 69 ngàn. Má chắc nó chuỗi lòi le luôn nha. Áo mang không, áo này xét rồi. Hàng mạc của nhà đô la luôn bà ơi. Má nó bán 4-500 ngàn, qua tôi bán 69 ngàn. Nó mà coi livestream này tội lỗi quá mấy chị, tội lỗi phải chờ đậu luôn nha. Hàng đô la cho em 69 ngàn đầm nu. Rồi ổng má nó bán 4-500 ngàn luôn. Vì bán 69 ngàn để mẹ đéo bán nữa. Qua 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 hàng bao đời với qua quần rinh nè, để mẹ đéo bán nữa. Má bán kiểu này chắc chết mẹ em luôn á chị. Rồi một cái áo len cho em á chị, 65 ngàn nốt đi. Nốt cái cọc đây nè, 65 ngàn len. Của lọ 3 phong. Len của lọ 3 phong 65 ngàn. Len của lọ 3 phong 65 ngàn à. Chị bấm áo 65, bấm chim áo 65 nha mọi người. Len của lọ 3 phong áo 65 ngàn. Sơ mi trắng bữa đang có không trời? Chưa đâu, hàng đó chưa về đâu em ơi. Hàng đó hàng order mà, chị có đăng chữ order á. Hàng đó không like đâu, đa số về trẻ khách á. Khi nào dư ra em mới like nha. Rồi len của lọ 3 phong 65 ngàn. Hàng như này, hàng như này, người ta bán 180. Ồ, không có sơ mi hỏi luôn. Hàng 180, mấy con này bán 65 ngàn, không ai mua á bà ơi. Đúng là bòn mỏi cuộc đời luôn. Vậy mà chị con bé kêu qua hỏi chị Mi có áo của lọ không? Mi kêu không có em ơi, không có em ơi. Vợ lòi cái hồng chó ra không ai mua. 65 ngàn áo của lọ. Mà lấy bị trong diện tượng gì vậy? 65 ngàn áo của lọ nu.
của lọ nu 65.000, chịu ấm của lọ nu, ấm của lọ nu 65. Alo, chim sĩ gọi là bàn, có ai thấy đó không? Chấm lên chấm phát được không? Cần caro trên nào? Không đâu. Alo, alo, chim sĩ gọi là bàn, có ai thấy với My không ạ? Chim sĩ gọi lại bàn, có ai thấy không? Báo em phát đi mọi người. Chứ em thấy em buồn quá à. Em thấy em buồn bỏ mẹ luôn. Có mình em cô đơn lạc lõng ngồi đây vậy. Rồi một cái áo yếm, một cái áo yếm tặng cho chị nào yếm, bấm cho em yếm 49.000. Áo yếm 49 nè, áo dây tăng đơ đàng hoàng nha mọi người ơi. Bấm cho em mình mẹ yếm 49.000. Yếm 49 với chị bấm áo yếm 49.000. Rồi chắc mấy bà đi Mary chịp mệt hết rồi. Mấy bà đi Mary chịp mệt hết rồi. Mấy bà ơi, 49.000 áo yếm nha. Chứ lại hàng gì 50.000, năm mấy ngàn, sáu mấy ngàn mà không ai mua á bà. Mày chưa nãy là cái bộ lô, cái lô thiết kế vô mấy trăm ngàn chắc mình mặc luôn quá. 49.000, chị bấm 49.000 cho em đi quá trời. Áo yếm đen 49.000. Alo, 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 alo. 49.000 yếm Bảo Hiền 49.000. Alo, 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 alo. Bảo Hiền 49.000 cho em. Rồi một cái đầm đen cho em quý chị ơi. Một cái đầm von đen 2 giờ. Von đen mặc cho em cho nó xịn trò như quý chị. Cho nó chiêu xịn trò luôn nè. Rồi đầm von đen cho chị, bấm đầm von đen cho em quý chị ơi. Đầm von đen tặng cho chị nào luôn. Giá cho em luôn 55.000. Áo đang mặc không còn đó nha. Áo đang mặc mai trẻ hàng sau đi. Hôm bữa có like rồi mà. Chắc mai có hàng trẻ á. Rồi 55.000 cho chị bấm đầm von đen cho em luôn quý chị ơi. Đầm von đen 55, ok Bảo Hiền. Đầm von đen 55.000. Cái caro mới bỏ xuống á, caro mới bỏ xuống là không vừa. 55.000, áo mặc có mấy màu vậy? Áo mặc mai mới bán. Áo mặc mai mới bán nha. Mai theo hồ lao kiểu rồi bắt đầu. Chị ơi có đầm không chị? Có xét không chị đi nha mấy bà. Nha, mai bắt đầu lay áo rồi có đầm có xét không nha mấy bà. Rồi tiếp được một cái đầm phố cho em siêu dễ thương cho em mấy chị ơi. Cái đầm phố này xinh thế. Đầm phố áo em mặc mai trẻ hàng xong mấy chị ơi, hiện tại hết hàng nha mấy chị ơi. Rồi một cái đầm phố cho chị bấm cho em luôn, mã cho em luôn mấy chị ơi. Hàng tao bao. Cái đầm phố này là hàng tao bao kéo mi cho mọi người dưới 60 con mặc được cho em luôn mấy chị ơi. Rồi 69.000 đầm phố, chị bấm đầm phố 69.000. Hàng tao bao giùm em tan mạc còn nha mấy chị ơi, tan mạc còn cho em ha. Rồi đầm phố 69 cho chị bấm đầm phố 69 nha. Chị đã bấm đầm phố 69, bấm cho em đầm phố 69 được không ạ? Đầm phố 69.000. Đầm phố 69 bấm bóc cái con bao giờ đen tay phố luôn kìa coi. Mày đừng có phá nó đủ má mày, tao đang bán ế nha. Mày ngồi đó mày phá. Ủa má đang ế lò le luôn đây nha. Cái đầm phố nè, chị nào hỏi body nè, chị Lan Trần nè. Chị Lan Trần lấy cái đầm body này liền cho em luôn á chị ơi. Lấy không? 105, 109 chứ. 109.000. 109.000 đầm phố, chị bấm đầm phố. Đúng rồi. 129.000 là cái kim mà. 109.000 luôn qua về body đéo ai mua á nha các bạn. Luôn qua về body không ai chốt luôn các bạn ơi. Nay rồi body má tổn thương trái tim cơ. Tổn thương trái tim sâu sắc phải chỗ. Rồi một cái set này siêu xịn sò là Bảo Hiền lấy không em ơi. Cái set cúp ngực nè. Cái set cúp ngực này bé bà ơi, thề luôn chả điêu mồm cho bà luôn. Set cúp ngực nè bà, có một kèm một cái choker và một cái quần dài cho em luôn á chị. SM mặc được. Thế này SM mặc được cho em luôn mấy chị ơi. Trong váy còn không ạ? Cái trong váy nào? Mấy cả ngàn mẫu đang ở nhà tôi nè mấy bà. Không biết mấy bà hỏi mẫu gì luôn á. Set này đẹp nè, Bảo Hiền lấy không em yêu ơi, tặng cho em luôn 105.000. 105.000 set này siêu đẹp nha. Set này siêu đẹp, riêng cái cúp ngực này mua lẻ thôi đã 80-90.000 rồi nha mọi người. Nguyên một set cho em luôn 105.000. Chị bấm set cho em, bấm set cho em nha mọi người. Hàng thiết kế. Set hàng thiết kế không phải hàng xưởng nha. Ê con Nguyên như này bán như này chắc mai xả nữa quá. Má bán như này sao like trời. Bóc cái cục lên coi. Đây nè mẹ. Má bán như này sao like bay. Chết em luôn. Sao ế dữ gì trời. Sao ế dữ bà. Rồi cái áo hãng mấy chị ơi. Một con áo hãng. Một con áo hãng cho em mấy chị ơi, tan có kèm cả tan cho mấy chị luôn. Một con áo đen hãng, chị bấm áo đen hãng, bấm chim áo đen hãng cho em 65.000. Áo đen cho chị rồi, gì mặc trong váy cũng được, mặc cuối quần cũng được cho em luôn mấy chị. 65.000 áo hãng. Áo hãng 65 nè. Chị bấm áo hãng không? Chị ơi Lan Trần lấy mấy con này đi, mấy con hãng này đẹp lắm luôn ấy bà.
tôi không hiểu mấy bà không biết hàng hay là sao á nhờ. Trong khi hàng hãng nó rất là đẹp mà bà không chốt luôn bà ơi. Đốt không lâu chưa má đốt con chuỗi lông háng luôn. 65 cho chị Diễm Bùi, Ngọc Khoa là Diễm Bùi ở kia khỏi lượng. Má đốt con chuỗi lông háng luôn bọn ế. Đốt chuỗi lông háng bọn ế nha. Rồi một cái đầm, trời ơi một cái đầm bo, một cái đầm hãng cho em luôn á chị ơi. Mickey hãng cho chị bám cho em đầm luôn á chị ơi. 69.000 đồng. Chị bấm đầm 69, bấm cho em đầm 69 hãng luôn nha quý chị ơi. Những cái con này giá ngoài thị trường đang là 180-190 cho em quý chị ơi. 69.000 cho chị bấm hãng 69. Một cái đầm Mickey hãng 69.000. Trời ơi thiệt sự luôn á, đẹp như này luôn á bà. Không biết mấy bà thích gì. 69.000. Thôi kệ. Thôi như hôm nay ngày vui của chúng ta. Ai mua được thì mua, không mua thì được thì thôi mấy bà ơi. Rồi một cái quần cho em á trời. Một cái quần siêu xinh luôn, đầm 69 cho Khôi Hoàng. Đầm 69 cho chị Khôi Hoàng. Rồi quần cam, chị bấm quần cam cho em luôn quý chị ơi. Nó giá là ở trong niêm yết của bên em bán là 99.000 quá trời. Rồi cho luôn 75.000. Siêu đẹp cho em luôn quá trời. Quần thể thao cam 75.000. Trời ơi, mấy bà coi giùm em cái chất vải giùm em đi. Em muốn cho mấy chị bay vô lụa giùm em, sổ ra ngoài cho mấy chị ngồi lụa cho em luôn. 69.000 luôn lên cái quần. Em lấy để mặc. Em lấy để mặc nha. 69.000. Rồi trời ơi đẹp thế. Oh my god. Oh my god. Một cái quần bi cho em, một cái quần phòng cho em nha mọi người. Quần phòng này cho em size của nó XM mặc được, dưới 50 cân đi mấy bạn. Size M dưới 50 cân mặc được cho em luôn chị ơi. Đồ chất lượng lắm em. Cảm ơn tình yêu nhiều nha. Quần phòng chị bán quần phòng 65.000 ha. Quần phòng 65 ở lộn quần vô. Quần phòng 65.000 đúng rồi. 65.000 chị bán quần phòng 65.000. Ủa thấp mà ta. Tính là thấp mà, bình thường mà. 65.000 chị bán quần cho em mấy chị ơi. 65.000 cho em quần phòng dưới 50 con mặc vừa cho em nha. Chiên xào 65.000. Ủa tính ra là bán ế là bán ế à. Cái nồi nó ế là nó ế rồi mấy chị ơi. Một quần ngố đen cho em mấy chị. Một quần ngố đen cho em mấy chị. Chốt hàng tao bao size S 75.000. Ngố đen size S 75. Chị bấm ngố đen 75.000 cho em xinh lắm. Ngố đen 75.000 cho em nha mọi người. Ủa đẹp quá luôn. Ừ không báo được đâu, không nhận được đâu. Nay nó giật mòn mà, nó lò le tin tin mà. 65.000 lộn 75.000 chị bấm nè cho em ngố đen cho em xào. Ngố đen 75. Nên là ai mua được mua à mấy chị. Tầm này giờ ai mua được mua. Quần đùi tát tan hãng cho em mấy chị ơi. Quần tát tan size M. Quần đó size S mấy ơi. Quần tát tan size M cho chị bấm cho em luôn mấy chị. Quần đùi tát tan size M 65.000. Chị bấm đùi tát tan, bấm cho em đùi tát tan 65.000. Hồi nãy giờ thề luôn em like được 10 cái hẹn chốt đúng 10 cái luôn á mấy chị. Nó vắng đến mức độ đó mấy chế là mấy chế hiểu rồi. 65.000 đùi chị bấm đùi S 65.000, đùi M 65.000. Đùi M 65.000. Rồi mấy chị hiểu rồi mấy chị, mấy chị hiểu được á. Đồ 65 cho Mỹ Thuận. Là mấy chị hiểu được lòng của em nào nán nào nè. Ừ hôm nay nói chung là khách em kiểu khách ruột mình thôi em mới biết á, chứ dạo này ít lắm. Rồi áo 65 nha, chị bấm áo vàng. Áo vàng tát tan hãng luôn mấy chị. Nói chung là lô này chỉ còn hàng hãng thôi mấy bà ơi. 65.000 vàng cái gì bấm vàng cho em nha mấy chị ơi. Ai bấm vàng bấm cho em vàng 65 ha. Một con duy nhất luôn. Chị Diễm Mùi lấy con này với con này đi. Con này siêu đẹp luôn. Hai con này rất là đẹp. Con này hiện tại giá trên tao bao. Mấy chị muốn em chết giá giùm không? Mấy chị lên cho em 1668. Mấy chị gõ ra tìm những con này giá trên sàn S luôn. Sàn S với sàn L shop nước ngoài like tầm 180 đổ về. Ai chơi hệ tao bao như vậy em sẽ biết được hàng của nó như thế nào nha mọi người. Ok chưa ạ? Ghê là 65.000 áo thôi. Không xịn không chứ lấy tiền luôn. Một con màu hồng với một con màu vàng siêu đẹp luôn nha. Siêu đẹp cho mấy chị luôn. 65.000 hồng với vàng. Vàng với hồng 65.000 cái. Ai thích thì quốc không thích thâu. Thích thâu mấy mẹ. Mệt quá. Mệt mấy mẹ quá. Bán rẻ thì cũng mua. Lấy chị cái hồng cho Yên Châu. Bán rẻ thì cũng mua. Bù. Bán mắt vô mua ào ào. Bán rẻ ngồi nói mỏi họng luôn. Không ai mua. Yên Châu áo hồng 65. Một sơ mi tiểu thư chốt tơ. Một sơ mi tơ tiểu thư chị bấm tơ tiểu thư 69.000.
tơ cho chị bán tơ trang cho mọi người. Sơ mi tơ tiểu thư màu nu, sơ mi tơ, con áo hồng Mỹ Son Phạm Thị and so sơ thờ. Số điện thoại, chút hàng còn số điện thoại mới biết mấy chị ơi. Hả? Trầm Hương áo hồng 65.000 cho Trầm Hương. Tơ cho Thu Đài 69.000. Trầm Hương 65.000, tơ cho Thu Đài 69.000. Nói chung ai chịu khó săn đi mấy chị ơi. Còn một cái đầm đen len Quảng Châu tiếp mấy chị ơi. Một cái đầm chất Quảng Châu tay ngắn cho em luôn. Hôm bữa em like ở đang mặc mai trẻ, mai trẻ hàng sau. Rồi đầm cho chị bấm đầm len cho em mấy chị. Mà bị tắt nhạc mẹ nó đi độ má ngồi nghe tiếng nhạc không à. Bán ế muốn lòi họng luôn, nó mở nhạc thất tình. Mấy chị ơi, hàng nhạc khóc lóc của chó. Trời ơi, đầm cho chị bấm đầm cho em mấy chị 89.000. Đầm hỏng đẹp tới trả tiền cho mọi người luôn nha. Trời đẹp quá chị Lan Trần ơi, 89.000 cho Lan Trần. Đầm hỏng đẹp không lấy tiền luôn mà ơi. Rồi một con quần, ủa alo má thiếu điều em muốn khóc theo con đó luôn mấy chị. Bán ế là muốn điếu điều muốn khóc luôn. Size M chị bán quần cho em mấy chị, về mặt cho em với cái áo thun trắng cho em hết đầm à. Về mặt cho em với cái áo thun trắng lên chị mi là phối nguyên set cho em như mọi người. 65.000 quần size M, 65.000 quần xanh size M này. Về mặt cho em với áo form trắng lên nha mọi người ơi. Áo form trắng nha. Nói trong cái set á, mẹ hộ cái set nó đâu. Ê, cái áo form đâu, áo này nè. Về mặt cho em với cái áo vô này nè. Về mặt cho em cái bộ đồ đó mấy chị. Cái quần này mấy chị chỉ cần phối với em chứ một cái áo trắng đó là nguyên set đó nha mọi người ơi. Rồi áo 65.000 quần lộ, áo 35.000 quần 65.000. Ai lấy nguyên set thì lấy set nè. Cái set này mặc với áo trắng nha mọi người ơi. Trong hàng hãng của nó là gì á. Nhưng phố mẹ mất mẹ cái áo đó. Phối ai muốn phối thì phối cho em nha mấy chị ơi. 65.000 cái quần. Cái áo 35.000 cho em mấy chị ơi. Đó. Chị áo hồng, chị cái áo hồng ok. 65.000 hết nè. Nguyễn Dân áo hồng 65.000 nè. Đó ai lấy set này lấy đi mấy bạn ơi. Đó đem để thành set luôn. Áo 35 cho Quách Ngọc Minh Ánh nè. Sao không lấy cái quần gì mặc cho nó thành set. Trời cái quần siêu xinh luôn á. Trời ơi là trời. Con váy đang mặc mai bán sâu nha mọi người. Cho em set đó. Mỹ Son Phạm Thiện nãy giờ lên xuống họ chưa? Mỹ Son Phạm Thiện lên xuống họ chưa? Chưa lên sờ thờ mà. Không lên xuống họ không chốt hàng đâu. Không lên xuống họ không chốt hàng đâu bạn ơi. Đó chị cái váy em đang mặc không? Váy đang mặc hằng ngày mai live set nó trúng thì trúng á mọi người. Váy đang mặc nè mới phối cho nè. Áo thì nói chung là mấy chị chỉ cần về phối cho em cái áo trắng lên cho em là được mọi người. Áo trắng là được nha. Rồi set này được không? 65 với 35 là nhiêu? 900.000 hả? 6 đúng rồi, 65 với 35. Rồi tặng cho bà nguyên set này cho bà 95.000 luôn, bà lấy không? Nè cái nói chung cái set này mặc cái áo trắng là được thôi. Nguyên set này 90 bà lấy không? Lấy thì ok. Lấy thì ok nha, tôi để nha. Mỹ Son Phạm Thiện lấy thì ghi lại ok cho em. 90.000 nguyên set. 90 luôn là giảm hẳn bà 10.000 luôn. Cái áo coi như tôi tặng bà luôn. 90.000 có lấy thì ok nha. Ê ok, chết ok hay no ok gì báo nha. Chết ok hay no ok thì báo em nha. Chết ok hay no ok thôi. Muốn chết hay nâu gì cũng được. Thu My Z tiếp nè. Một con thun easy tiếp nè mấy chị yêu của em. Một con thun easy vàng tiếp nè mấy chị. Mary chịt mệt ok nè. 90.000 cho bà luôn. Rồi áo vàng cho chị bấm áo vàng cho em luôn nha mọi người ơi. 45.000 easy hàng hãng tiếp. Một con áo thun hãng 45.000 vàng cho chị bấm vàng nè. Vàng cho chị bấm vàng 45.000. Vàng 45. Vàng 45 chị bấm vàng 45. Hello chị Bảo Yến Hoàng. Lâu quá mới thấy chị luôn. Lâu quá mới vào lại livestream mà mi nhá. Rồi tiếp tục một con tơ hãng cho em mọi người ơi. Tiếp tục một con tơ hãng cho em nữa chị ơi. Ai bấm tơ bấm cho em tơ luôn á chị. Chị bấm mã tơ nè. Đẹp quá, lô này đẹp quá. Mấy trăm cái luôn. Hồi chưa mấy chục cái nữa. Giờ nữa thôi 200 cái. Hàng của nó hợp bao này 200 cái vậy ơi. Rồi tiếp tục cho em tơ tiếp á chị ơi. Một cái sơ mi nè, sơ mi vạt bầu á mấy chị gì ủi ra giùm em nhé chị ơi. Ủi ra giặt ủi ra giùm em cái chở điện nha. Nó đi hàng tơ nó hay bị nhầu. Rồi tặng cho ai luôn 60.000. 60.000 chị bấm áo tơ cho em mấy chị ơi. Tơ vạt bầu kiểu dấu quần đó mấy chị. Tơ chị bấm tơ nha. Áo y mặt mai trẻ mọi người ơi. Tơ cho Quách Ngọc Minh Anh. Bên shop em không đồng kiểu nha. Nhưng mấy chị khách mới á chú ý giúp em nha mọi người. Mẹ em trẻ ăn ngàn nào của mấy chị đâu. Nó gọi nó bán view xong đi hẹn thôi.
Nhan ok không nha? Chứ không ok tí xẻ ra lòi họng nữa mẹ ơi. Rồi một cái áo cúp ngực là thấy phê phê lòi rồi nha mấy chị. Trời ơi má ơi, một set thun cho em, quần là quần Alibaba cho em mấy chị. Rồi set này chàng tặng cho chị nè, gái nào xinh gái nha em luôn mấy chị ơi. Set bấm cho em mã set cho em luôn mấy chị ơi, 79.000 set. Trời ơi, cái quần 40.000, cái áo 40.000, quyết định của chóp luôn. Set 79.000. Ai bấm liền ngay lập tức đi mọi người. Đẹp lắm luôn á, những cái hàng này rất là đẹp luôn. Trời ơi. 79.000. Chị Khôi Hoàng. Xem bên này đọc không mà chậm với ta. Xếp chị Khôi Hoàng. Áo y mặt mai trẻ sau. Áo y mặt mai trẻ sau như mọi người. Giờ không biết đâu. Giờ không biết hàng có mai về màu gì á. Rồi một cái em đầm body cho em luôn mấy chị. Một cái em đầm body nhũ cho em luôn. Tặng cho chị nào đầm body cho em luôn mấy chị. 65.000 đầm body nhũ. Đầm body nhũ xanh đen cho em 65.000. Chị bấm body nhũ, bấm cho em body nhũ 65.000 nha. Body nhũ 65.000 ạ. Body nhũ 65. Người bà lần nào like bà ngồi. Người yêu bà có khi nào rồi có like chỗ má nó vô nó nhái lại luôn á bà. Ngày nào đó tôi nói là ế lòi le luôn, ngày nào nó vô nó nói tôi trời ế lòi le luôn. Ế lòi le. Ngày nào nó chạy vô chọc tôi bà, người quen rồi. Nhưng mà ế lòi le thiệt mà. Rồi một áo cho hai dây crop top nu gờ hồng cúp ngực cho em 49.000. Không giữ đơn. Trả lời. Cái bè lọc hồng nó chỉ có gì. Không sao. Cái sếp, màu, cái sếp ngủ của bè quá mè ăn của bè gì ta. Vợ tôi là hậu á, phải kêu sao không chốt cái bè. Kêu bè dự bị mày chạy. Nó chỉ có gì. Vợ chốt cái gì á. Cái sếp kia kìa. Sếp 135 á. Phải kêu sao bởi bình luận mày không chốt cái bè. Rồi áo 49, độ mấy nhiêu bà khó chịu với em xả hàng luôn mấy chị. Bây giờ trên hàng của em đang like 11 mà mấy chị yêu ơi. Tức có chị sẽ giành được nha, có chị không giành được nha. Em mệt mỏi lắm luôn á, em đang xì chép nặng nề luôn á. Áo 49, áo 2 dây cúp ngực cho em 49.000 nha mấy chị ơi. Áo 2 dây cúp ngực 49.000 cho em mấy chị. Dạo này stress xuống lắm, đi xuống lắm mà. Má khách dư ông nội không mà em mệt mỏi lắm. Khách là ai dễ thương ơi, em phải lộn đầu em đi luôn, khách mệt mỏi cho nét luôn. Ngọ áo 49 chốt hàng giùm em, ghim giùm cái bình luận. Chả kêu chốt hàng chốt mã cộng số điện thoại mà cứ vô chốt hàng áo 49.000. Áo 49.000 không có số điện thoại. Chị nào có đơn lên hồi thì mấy em sẽ để cho Quách Ngọc Minh Anh dồn đơn nè. Còn khách mới vô mua hàng cứ ghi áo 49. Áo 49 rồi không lên số điện thoại, mấy bà biết nhà tôi giúp nhà mấy bà không? Tôi khổ gì đâu luôn ấy bà, bán cái 40 mấy ngàn đang xả muốn lòi cái họng chó ra luôn đây nè. Xả muốn lòi cái họng ra luôn nè, banh của họng luôn. Bán là ế rồi nha, còn xả lên xả xuống nữa. Mà không lên số điện thoại nữa. 55.000 áo trắng. 55.000 áo trắng, chị bấm trắng 55.000 giùm em mọi người. 55.000. 55.000 cho chị. Ủa đơn nó đi rồi mà. Chưa. Đơn báo chưa? Báo rồi, bà kêu dồn tốn nữa rồi, bị lừa rồi đi. Còn ở trọng á. Làm sao vậy trời? Tôi riết tôi mệt mỏi mấy má luôn á, mấy má ơi, mấy tức là bọn em nhân viên gọi chút đơn, mấy chị có báo dồn á, thì mấy nhân viên nó sẽ để đơn mấy chị lại. Để cho mấy chị đi đơn, ok chưa? Ok chưa mọi người? Ngày mai bên em nhân viên gọi chút đơn, cái chị nghe máy mấy chị cho địa chỉ thì bên em mới đi đơn lận. Mấy chị không nghe máy đồng nghĩa với việc shipper gọi mấy chị cũng không nghe máy, ok chưa? Trời ơi là trời luôn á, tức là mấy chị đã báo dồn đơn là nhân viên em tự động chở đơn. Một con ngồi livestream, một con chốt hàng cứ làm đơn khác nhau hoàn toàn hai con. Và giờ mấy chị báo với em livestream em có biết mẹ gì đâu. Em livestream em có biết mẹ gì đâu mà cứ vô dồn đơn rồi sửa đơn như kia này nọ, em biết mẹ gì đâu mấy trời. Có nhân viên em nó gọi chút đơn đã báo dồn đơn thì tự động nó để lại nó dồn đơn. Còn ngày nào bên em tổng kho hết đi hàng là sẽ đi hàng cho mấy chị hết. Chị nào nhận bill sẽ đi hàng, ok chưa? Trời ơi thiệt sự luôn á, đang xả cái con mẹ đây 100 mấy chục cái đang nói không nổi rồi. Ráng ra đang ngồi lớp ngồi chè bên này rồi. Nha. Không gọi không nghe máy thôi. Không nghe, không gọi được là em không có đi đơn đâu. Không gọi được em gọi xác nhận đơn hàng không được, lấy gì đâu gọi, lấy gì đâu. Shipper gọi mấy chị nghe máy.
Má còn nguyên một ba hàng, mấy trăm hàng chua lai luôn, nhìn bất mãn ghê độ. Má ngày nào lai cũng đéo suôn sẻ là sao ta? Ngày nào lai cũng đéo suôn sẻ luôn á, không gặp mẹ này cũng gặp mẹ kia gì trời. Má đã mấy trăm hàng, ừ chuyển khoản thì em sẽ đi hàng. Má đã mấy trăm hàng lai không được rồi, muốn lòi cái họng chó ra rồi luôn á. Rồi một cái thun hãng ba len cho em á chị. Một cái áo thun hãng ba len cho chị bấm cái áo thun hãng ba len 65 ngàn ạ. Áo thun hãng 35 ngàn, 65 ngàn, ba len này theo cho em nha mọi người. Thun hãng giùm em đúng chị ơi, 65 ngàn hãng. Chị bấm đen 65, bấm đen 65. Thôi để cho em tập trung like hàng đi mọi người. Tất cả đơn hàng không giải quyết trên like. 65 ngàn thun hãng. Thun hãng 65, chị bấm thun hãng 65 ngàn cho em á chị. Ba len cho chị khôi hòa, khôi hòa này. 65 ngàn, tập trung like hàng đi mấy bé ơi. Cái mẹ nó mệt rồi. Size M. Một cái quần tay đen xay mờ ở sau đó dính dơ về giặt giùm em phát nha mấy chị. Dính dơ về giặt giùm em phát tặng cho chị nào luôn 60 ngàn. 60 ngàn quần tay đen 60. Quần tay đen ống suông 60 ngàn vải siêu đẹp nha. Hết đen 60, 50, 65 rồi chị. Rồi quần tay đen 60 ngàn size L vẫn mặc được. ML mặc được cho em đúng chị tặng 60. Về giặt giùm em nha mấy chị. Tức là nó dính chỗ này tí không bụi á. Dơ chứ không có gì hết mọi người giặt lại ra nha. 60 ngàn quần tay đen. Giỏm tay đen 60, giỏm tay đen 60. Không cần đâu. Quần tay chị Nguyễn Giòn 60 ngàn. Rồi tiếp tục một cái áo len đen cho em siêu đẹp cho em luôn á chị. Phải không mê, không lấy tiền 65 ngàn. Trời ơi, cho, muốn cho mấy bà coi cộng chót quá 65 ngàn áo đen. Em muốn cho mấy chị coi cộng chót quá mấy chị ơi 65 ngàn áo đen. Chị bấm áo đen 65, bấm cho em áo đen 65. Tay 60 hết à. Áo đen 60 65 ngàn coi nè, cái nút thắt của nó trước người mấy bà đẹp quá. 65 ngàn áo đen luôn. Chị bấm áo đen ở trong váy mì mặt hết. Áo đen 65 ngàn, chị bấm áo đen, bấm chìm áo đen 65 nữa bà. Áo đen 65 ngàn. Cái gì? Áo đen 65 cho Mỹ Linh. Sao nãy nó không báo? 65 ngàn áo đen cho Mỹ Linh. Rồi mẹ rồi bán hết bao đồ à. Áo đen 65. Sáng mai là mày cũng đi lấy mẫu. Oh no. Hay là mày khỏi đi. Quyền lợi của mày với tao đâu có ép đâu. Áo đen 65 ngàn. Rồi đầm cho em mấy chị ơi, đầm xanh. Vậy mày chiều đéo báo cho người ta. Độ má rảnh lắm sao á. Đầm đen cho chị, bấm đầm đen cho em mấy chị ơi. Chị bấm đầm đen, bấm cho em đầm đen. Đầm đen cho em á chị. Cái đầm đen này tặng cái gì nào sống. Mày sao đủ quá. Đầm như vậy 69 ngàn hãng. Áo đen hết. Đầm 69 nha. Đầm 69 chứ chị bấm đầm 69. Mày chủ nhật hay là mai mai. Mai chủ nhật. Mai thứ 7 chủ nhật. Đồ mẹ mai mới thứ 7 rồi. Mai thứ 7 rồi. Cười mẹ đó. Sớm mai ra trước 8 giờ đầm cho chị Phương Hoàng. Rồi giơ tao ra điếc ra à, áo cho em tiếp mấy chị 65 ngàn áo trắng. Áo trắng cho coi lại đầm 69 coi. Rồi áo trắng thì chị bấm áo trắng nha. Tí nữa chị bóc trúng gì cho coi. Thấy con nè. Áo 65 ngàn áo trắng. Chị bấm áo trắng, áo trắng. Rồi mai tôi giao sót cho mày. Áo trắng từ livestream từ bán rồi từ chốt luôn. 69 ngàn. 69 ngàn không vẫn làm mà. 69 ngàn má, mấy cái trăm triệu nằm đây nè. Cái trăm triệu đang nằm trong nhà mấy má ơi. Má cái trăm triệu nằm đây người ta đi cái người mọi nghĩ tết này xuân này tay với mày đều thất nghiệp xuân này. Rồi con này cho em mấy chị đầm hãng cho em nha mấy chị. Đầm hãng giữ ấm đầm hãng 69 ngàn. Trời ơi, riêng cái đầm này mấy bà coi hàng nồi gần nồi. Ê, cho miếng nước thôi. Riêng cái đầm này cho mấy chị coi luôn á chị ơi. Rất là đẹp cho em luôn á trời. Sáu mươi chín ngàn đầm xanh. Chị bấm đầm xanh, bấm đầm xanh. Đầm xanh 69 ngàn. Ủa cái áo trắng đó mà không mấy ai lấy gì trời. Thúy Duy đầm xanh 69. Cái áo trắng đó mà sẽ không ai lấy gì ta. Áo trắng rất là đẹp luôn. Áo trắng rất là đẹp luôn. Mà không ai lấy gì mấy bà. Buồn mấy bà thế chứ lị. Buồn thế chứ lị luôn.
Rồi một cái tiếp tục một cái áo crop top len cho em, len về cao cấp tiếp cho em á chị ơi. Áo nâu, áo nâu cho em 60. Áo nâu 60, chị bấm áo nâu 60 nha. Trời ơi, cả trăm triệu nằm đây luôn á trời. Mấy nha. Đóng áo vú không để là cả trăm triệu rồi chưa nói đồ đây nằm đây nữa. Mày cái sống chết bằng theo tao. Áo nâu 60.000. Áo nâu chữa áo nâu 60 cho yên nha mọi người. Chấm bài lên cho em xuân sỉ đi mấy chị. 60 cái chịu áo 60 hả? Bấm em áo nâu 60. Áo nâu 60 nha. Ế dữ gì bay. Ế lòi họng chó ra luôn vậy trời. Ế lòi họng chó luôn mấy chị ơi. Ôi giời ơi, giời ơi. Rồi tiếp tục một set vest cho em 65.000. Set vest đen 65 hả? Chịu bấm set vest đen, bấm cho em set vest đen 65. Set vest đen 65.000. Chị bấm ship vít đen, bấm cho em ship vít đen cho em nha mọi người. 65.000 cho em nha mấy chị ơi. 65.000 ship vít đen cho em hả? 65.000 ship vít đen. Ôi cảm ơn mọi người cho lúc chia sẻ nó cho nó rôm nhà nha mấy chị. Mấy chừng đi đừng có đi Mary chịch mệt đúng mà. Về mua đồ để bà đừng có đi ai Mary chịch mệt đúng nha. 65.000. Em sợ mấy chị đi Mary chịch mệt quá rồi đúng không? Mấy bà không coi ra chuyên nổi đúng không? 65.000 xếp vé cho em, hồi nãy ai giành, ai không kịp nè. Xếp vé 65.000 hồi nãy ai không kịp mấy bà ơi. Xếp vé 65.000 hồi nãy ai không kịp vậy, có ai bấm không chị trời. Má ơi, nghĩ sao hồi nãy không có hàng. Giờ cái không ai bấm gì. Xếp vé 65.000 hồi nãy ai hỏi tôi nè trời. Ư là trời luôn á, ế vô ta. Tinh thần đi xuống rồi nha. Không ổn rồi nha. Không ổn rồi nhớ bà. Má. Trời ơi, một cái set hãng tiếp nè, bóc cái. Một cái set hãng tiếp cho em nè mọi người. Mới đẻ chứ. Trời này chịch mệt mới đẻ chứ. Thì có mấy bà đi chịch mệt hết cho em mà. Trời ơi, set này size XXXXL luôn mấy bà ơi. Set này vải đẹp lắm nhưng mà size lớn. Set này vải rất là đẹp nhưng là size lớn mấy chị. Chị nào còn mặc size lớn không? Set này vải rất là đẹp luôn nha mấy bà ơi. Nhưng mà size lớn mất tiêu rồi. Chị lấy cái size này không? Mấy size này em thấy cái áo tặng cho chị nào xếp này cho em luôn á chị ơi. Rất là đẹp luôn nha, 39.000. Tặng xếp này 39.000 mấy chị ơi, xếp này size lớn lắm. Xếp này size lớn 39.000. 39.000. Ừ. Kiểu bữa giờ cứ về buổi không muốn. 39 cho BB. Ngày hôm nay gọi là bệnh bi bi ghê á. Rồi một cái đầm cho em á chị, một cái đầm tiểu thư trắng cho em luôn á chị ơi, 69.000 đồng. Một cái đầm 69.000 39 hết à. 69 cho chị ơi, 69.000 cho em á chị. Một cái đầm trắng. Một cái đầm trắng 69.000. Một cái đầm trắng 69 cho chị, bấm đầm trắng 69.000 cho em nha mấy chị ơi. Ai bấm đầm trắng bấm cho em. Ồ ta mua cho mẹ biết rồi. Bự 69.000 chị ơi, 69.000 cho em mấy chị ơi. Đầm cho Quách Ngọc Minh Anh nè. 69.000. Mấy chế lụa cái lô đây nè, mấy chế hỏng đẹp em chịu gì cũng chịu mấy chị. Lô này hàng của nó rất là đẹp nha. Rồi một cái áo khoác dù, chị ơi khoác dù cho em mấy chị ơi. Một khoác dù tặng cho chị nào khoác dù cho em mấy chị ơi. 75.000 khoác dù đẹp không? Mấy bạn thấy đẹp không? Tôi thấy rất là đẹp luôn nha. Khoác dù 75.000, chị bán khoác dù 75.000 cho em luôn mấy chị ơi. Chị bấm khoác, bấm chim khoác 75.000. Khoác cho em nha mọi người. Ai bấm mẹ khoác, bấm chim mẹ khoác nha. 75.000 khoác à. 75.000 khoác dù. Ồ đẹp như thế này luôn á mấy má. Ồ dù hai lớp mà như thế này 75.000. Ai bấm dù không? 75.000 chị bấm 75.000 khoác dù. Chị bấm khoác dù cho em nha mấy chị. Trang Nguyễn. Trang Nguyễn ghé 75.000. Trang Nguyễn ghé 75.000 cho em á chị ơi. Mà chúng ta sẽ bị đọc sai một mũi chứ. Quá buộc. 35.000 chị bấm 35.000. Chị bấm mã 35 bấm cho em mã 35. Ai bấm mã 35.000 áo cho em á chị. Bolip 35.000. Áo 35 chị bấm áo trắng 35 tay dài. Áo trắng 35.000 tay dài. Áo tay dài 35.000 chị bấm áo tay dài 35.000. Áo tay dài 35. Mà đừng mở bán gì chứ. Hồi chiều nó không báo.
áo tay dài 35 ngàn chị bán, áo tay dài 35 ngàn cho em mấy chị ơi. Sơ mi lụa cao cấp, sơ mi lụa cao cấp cho chị bán sơ mi lụa cho em luôn mấy chị ơi. Sơ mi lụa khi nào chị cảm thấy có người mua vui vui chị like cho. Giờ chị bán chết mẹ đi nè. Sơ mi lụa cao cấp, ai thích like quần rinh không? Sơ mi chị bán sơ mi cho em mấy chị ơi, 65 ngàn sơ mi. Sơ mi lụa cao cấp nha. Sơ mi lụa cao cấp, tính là nó chỉ báo nồng độ cao. Chứ nó chưa báo. 65 ngàn. Nè nó báo nồng độ cao thôi. 65 ngàn cho em yêu mọi người. 65 chị bán sơ mi kèm cả beo luôn mọi người. Sơ mi lụa cao cấp, cao cấp. Trời ơi, mua đi mọi người ơi. Chân váy đi mi hả? Lô chị còn có đồng giá chị lấy hết lô không? Còn mấy tụi cái dây đồng giá 55 ngàn chị lấy hết không? 8x, 9x trong bữa hôm nay. 65. Em đồng giá chị 55 ngàn chị lấy hết không? Hết lô không? Đây nè. Cho chị coi nè. Ủa có tới chưa? Đồng giá 55 ngàn chị lấy hết lô ơi. Em mệt quá. Chứ giờ lai lẻ cũng vậy, sáu mấy, 90, 70 không à. Giờ lấy hết lô, đồng giá cho chị 53 thôi. 53 thôi. Rồi một cái áo 45 ngàn, chị bấm áo đen cho như mọi người. 45 ngàn có mút vú cho em hả? Có mút vú 45 ngàn. Có mút vú cho em 45 ngàn, chị bấm 45 ngàn có mút vú nha. Chị bấm áo có mút vú, bấm cho em có mút vú cho em luôn 45 ngàn à. Áo đen mút vú 45 ngàn. Áo đen mút vú 45, chị bấm áo đen mút vú 45 ngàn cho em nha mọi người. Áo đen mút vú 45 ngàn. Mua đi mấy mẹ. Mấy mẹ ơi, chốt đơn coi. 45 ngàn áo đen có mút vú. Đầm nu, chị bấm đầm nu cho em mấy chị ơi. Đầm nu tay phòng hàng NGN. Đầm nu tay phòng hàng NGN cho em mấy chị ơi. Ok cho siêu đẹp chế mươi luôn mọi người. Ai bấm đầm nu tặng luôn 75 ngàn size M. 75 ngàn đầm be nu size M cho em nhớ chị ơi. Đầm size M 75 ngàn. Trời hàng đẹp như thế này luôn mà không biết mấy bé ngắm rồi sao mà mấy bé không chốt luôn mấy má. 75 ngàn đầm. Hàng đẹp như thế này mà không biết mấy bạn ngắm cái gì mà mấy bạn không chốt luôn mấy bạn ơi. Tôi buồn. Tôi buồn như con chuồn chùa. Chấm mà lên vui nhà vui cửa được không á trời. 35 ngàn áo hồng. 2 dây hồng 35 ngàn. Chị bấm 2 dây hồng, bấm kim 2 dây hồng 35 ngàn. 2 dây hồng 35 ngàn à. 2 dây hồng 35, chị bấm 2 dây hồng 35 ngàn. Má đi chịch mệt thôi là thiệt mà. 2 dây hồng 35 ngàn. Đi chịch mệt chưa về sao á chứ. Thôi vô trời. Má lai hàng, lai hàng có mấy chục ngàn mà không ai mua á. Tới chết mẹ luôn. Mary chịt mệt, chịt mệt, chịt mệt, chịt mệt. Bắn về cây chu ngắm, ngắm về cây chu hả? Áo thun ôm có cổ không chị? Áo thun ôm có cổ 3 phân, nãy chị la 65 ngàn màu be siêu đẹp á. Màu be siêu đẹp. Rồi một cái đầm body cho em mấy chị ơi, nhung. Đầm body chắc là đẹp luôn. Đi chơi chưa về mà like đó đủ má, ai được đi chơi đâu biết. Ai được đi chơi đâu biết. Đầm cho chị bấm đầm body 65 ngàn FM mặc được. FM đập mặc được. Cái đầm này mặc cho em đi bố cho em rất là sang nha mọi người. Ở ngoài cái chất của nó siêu đẹp luôn. 65 ngàn đầm đen. Đầm đen cho chị bấm đầm đen 65 ngàn. Đầm đen 65 ngàn ok khách đi. Mai lấy. Đầm đen 65 ngàn. Dưới 50 con mặc vừa. Đầm đen 65 ngàn. Dưới 50 con mặc vừa. Em đang rất là ế, em đang rất là ế, ế ơi là ế luôn, ế ơi là ế luôn. Uy tín là rất là ế luôn nha các bạn ơi. Uy tín luôn, Mỹ lên số điện thoại. Chốt hàng số điện thoại đi với bạn ơi. Với bạn không lên số điện thoại là em nói cuộc đời em tan chảy luôn á chị. Rồi một cái áo sơ mi nha các chị. Một cái áo sơ mi 35 ngàn, chị bấm áo 35, bấm chim áo 35. Sơ mi 35 ngàn. Sơ mi 35 ngàn, nghĩ lên cái số ngoại đầm đen 65 ngàn. Chán như vậy, chán đời. Chị coi cái đó ở đâu? Nó gọi báo cho ai, ai coi, coi đâu. Chán đời dữ với bà, đang chán đời thật sự luôn á.
mẹ má ơi, hàng mấy ngàn hàng size L, đùi đen size L sáu, lộn, ngố đen size L 65.000, ngố tay đen, ngố đen size L 65.000, ngố đen size L. Cái vấn đề là hiện tại nhà em không có hàng, chị hiểu không? Vấn đề là nhà em không còn áo. Cái gì? Còn đâu mà không có còn hàng, em báo áo luôn, áo thì mai mới về. Chứ còn hàng em giấu làm gì? Mấy em đồn đang muốn bán hết hàng đây nè. 65.000 quần đùi đen cho em nha mọi người. 65.000 ạ, à, quần đùi đen 65. Quần ngố đen cái lộn 65.000. Size L 65 cho chị Diễm buồn. Chứ em muốn em like mà, em đang like là em có ý định rất là like rất là nhiều hàng. Hàng nhà em đang rất là nhiều quá chị ơi. La 8 ngày 8 đêm liên tục còn chưa hết hàng nữa. Áo 65.000, áo xanh. Áo xanh 65, chị bấm áo xanh 65, bấm cho em áo xanh 65. Áo xanh 65.000 ạ. À. Áo xanh 65. Chị bấm áo xanh, bấm cho em áo xanh nè, còn chưa có like màu màu nâu, màu đen nữa mọi người. Bây giờ bán áo màu xanh 65.000. Mua đi coi. Mua đi coi đi má. Đồ má áo phát da bây ô. Trời ơi, áo phát da bị dính gì vậy? Dính cái con mẹ gì trắng trắng rồi. Trời ơi, cái áo phát da với bà ơi. Để đẹp mày hả? Để mặc đi. Trời ơi, đẹp ha. Đẹp đúng không? Trời ơi, chất lù luôn nhớ bà. Má ơi, vô lấy cái tẩy trang, tẩy ra cái là vô tư. Mặc nhức nhớ con tim liền. Để mặc luôn, để bán luôn. Bán ế để mặc luôn. Rất là đẹp luôn, da một lớp rất là đẹp mấy chị. Nhưng mà sau nó dính nè, dính chút trắng trắng. Lấy vòng tẩy trang tẩy ra, lấy vòng tẩy trang tẩy ra mấy chị. Mary chịt mệt. Rồi một cái quần ngố cho em mấy chị, tặng trai luôn mấy chị, mã 19 nha. Quần ngố 19 nha, chị bấm quần ngố 19 nha. Chị bấm quần ngố 19, bấm theo quần ngố 19 nha. Quần ngố 19.000 ạ. Thôi áo da đó dính tẩy trang rồi. Giờ bán kỳ quá. Chị lấy rồi. Chị em thấy em bán cũng kỳ vậy nha. Quần kaki mai về. Dính cái này phải tẩy trang ra. Phải xử lý áo da thôi. 19 tròn thì mới dung ghé. Rồi áo buôn gấu cho em luôn á chị ơi. Áo gấu buôn 65.000. Gấu buôn 65.000, 60 luôn đi. Áo gấu buôn 60, đội đẹp vậy. Xinh ha. Cái này xinh ha. 60. Rồi con buôn trắng này đẹp dữ các bạn ơi. Thiệt chỉ có hàng Quảng Châu mới có nha mấy bạn ơi. 60. 60 qua chị bấm mã 60 luôn. Chị bấm mã 60, bấm cho em mã 60.000 nha. 60.000. 60 chị Diễm Bùi. Chính chị 60 thôi. 60 Diễm Bùi. Rồi tiếp tục luôn mấy chị ơi, một cái hàng TS luôn mấy chị. Một cái đầm hàng TS tặng trai luôn 50.000. Đầm trắng 50 hàng TS cho em mấy chị ơi. Đầm trắng 50 hàng TS cho em luôn hả? 50 chị bấm mã 50. Đầm trắng 50.000, chị bấm đầm trắng 50, bấm kim đầm trắng 50. Hello chị Lan Phương Trần, chốt đi chị, lô này đẹp lắm chị ơi. Lô này nó siêu đỉnh luôn ha. 50.000 đầm trắng cho em mấy chị, chị bấm 50, bấm cho em mã 50, hàng TS luôn. Đầm trắng hàng TS 50.000. Đầm trắng hàng TS 50. Đầm trắng hàng TS 50. Trời ơi ngố hãng mấy chị ơi, ngố này rất là đẹp luôn nha mấy bạn. Ngố 35.000. Ngố 35 cho chị bấm ngố 35. Cái ngố này bộ bán rất là nhiều nè. Bán cặp 100.000. Ngố 35 cho chị bấm ngố 35. Không nhiều hàng lắm. Đầm trắng 50 Nguyễn Sương xuống họ lại giúp em. Đầm trắng 50 Nguyễn Sương. Ê cho miếng nước uống ngoài. Tắt thở lì ơi. Ba lăm cho chị Diễm Bùi. 35 cho chị Diễm Bùi. 35 em hết à. Chị Nguyễn Sương ơi xuống họ lại giúp em nha. Rồi tiếp tục một con tay xuông. Trời ơi má ơi đẹp quá vậy. Trời ơi má con này hồi đợt bán 140, 150 nha em nè mấy chị ơi. Đợt em bán 150 luôn nha mấy chị.
chả nói điêu mồm luôn á trời. Hồi đợt em bán một cái quần tây này 150, hôm bữa ai coi livestream trong nhà của em biết hả, size của nó size M luôn, size của size M cho em luôn á chị ơi, size ML mặc được cho em nha, bởi vì cái này của nó là dáng rất là đẹp luôn. Nói chung chỉ có hàng Quảng Châu mới có thôi giống chị ơi. 79.000 đẹp lắm, quần này 79.000 siêu đẹp, chị bấm mẹ 79, bấm cho em mẹ 79, chị có hàng Quảng Châu mới có nha mấy chị ơi, chị có hàng Quảng Châu mới có ha. 79.000 chất vải của nó em cho mấy chị rồ luôn, vừa trước trong nhà like 150 nha, vừa trước trong nhà em like 150 nha mọi người ơi. Rồi 79.000 chị bấm mẹ 79.000 nha, 79.000 79 nha chị bấm mẹ 79, chị bấm 79, hàng Nguyễn 79. Bên shop em không đồng kiểm á, nên khách mới ơi nhớ đọc trước khi chốt hàng nha, mất công bên em gọi xả đơn ra tội bên em nha mọi người ơi. Rồi một cái đầm von 2 dây mặc ở nhà chơi vui vui cho em cũng được mọi người. Một cái đầm body bông cho em với chị 50.000, dự bị Trang Nguyễn đi em, mai dự bị Trang Nguyễn khách ghé 50.000. 50 cho chị bấm đầm cho em với chị, đầm 2 dây, đầm bông 2 dây 50. Má tao hoang mang của Hồ Quỳnh Hương quá, tao đang hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. Tao đang hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. 50.000 chắc luôn, gia vị này hôm nay rất là mượt. 50.000 đầm bông. Mới bữa đó mình đi chị đang bị điện nghẹt mũi á, bị phù mũi đúng không? Có bớt rồi. Má tính là không bớt luôn. 50.000. Rồi một cái set đuổi vàng cho em mấy chị ơi, một cái set đuổi vàng cho em mấy chị, một bộ đồ ngủ đuổi vàng cho em siêu đẹp chứ mi luôn nhớ mấy ơi. Một bộ đồ ngủ tiểu thư đuổi vàng cho em luôn mấy chị ơi. 77.000, chị bá mẹ 77, bá mẹ 77. Đuổi vàng 77.000 ơi, bộ này cưng thế. Bộ này cưng thế mà chẳng lấy để mình. 77.000 ai không lấy thì chắc chắn thuộc về em luôn nhớ mấy ơi. Đuổi vàng 77.000. Đẹp phải trưởng luôn á trời, thề chả điêu mồm với bà đâu. Nó rất là đẹp luôn mấy bà, hàng nhịp tôi với bà đều biết ha. Rồi tiếp tục một đồ ngủ cho em luôn, trời ơi trời ơi, ngủ beo cho em luôn trời. Chị bấm ngủ beo, bấm cho em ngủ beo cho em luôn, 77.000 luôn nha. Đuổi vàng cho chị Hồng. Rồi ngủ beo, chị bấm đuổi beo cho em với chị, 77.000 luôn, ngủ cho em luôn. Ngủ beo, ngủ đuổi beo 77.000. Ghé ngủ đồ ngủ beo 77.000, giống bộ như mấy trong nhà vượt đến 140, 150 á. Đuổi beo, đuổi beo, ngủ beo 77.000 luôn. Áo trắng 50, 50, chị bấm áo 50, hàng tao bao 50.000, hàng tao bao ạ. Chị bấm hàng tao bao 50, bấm cho em 50. 50.000 hàng tao bao nha, chị bấm 50, bấm cho em mã 50 ha. Lấy chưa? Ờ. 50 gì bấm 50 cho em nhé chị ơi. À bấm áo vàng 50, bấm cho em áo vàng 50 nha. À bấm áo vàng 50. Bấm coi. Ê mà lòi le luôn mày. Má quá quá là bất ổn. Đâu có đâu, bình thường luôn, không có chuyện gì nữa. Tôi thấy tôi không có chuyện gì xảy ra luôn. 50.000. Một cái sơ mi to, chị bấm sơ mi to cho em luôn nha. Má học ế lắm mày ô, mấy ngày lấy ế ò mà. Mấy ngày lấy ế ò mà bà. 39.000. Chứ không phải than đâu, mấy bà biết thiệt sự mấy ngày lấy ế lắm. 39.000 sơ mi đen. Sơ mi đen tơ 39.000 về mặc ở trong với áo hai dây đen hoặc là ba ra cho em mấy chị ơi. Sơ mi tơ 39.000. Sơ mi đen tơ 39.000. Mấy bà chưa thấy cái sự ế ẩm của ngày hôm nay hả? Mấy bà nhìn mấy bà biết là không em, trả lời không em. Chị đổ sai không? Mấy ế lắm luôn á, chưa thấy năm nào mà tồi tệ như năm này với mấy bà thôi. Má tết nên nay ăn trong ấy rồi. Rồi một cái đầm hoa siêu đẹp cho em mấy chị ơi, 65.000 đầm hoa. 65.000 đầm hoa, chị bấm đầm hoa 65. Đầm hoa 65.000 ạ. Dưới 52 con mặt vừa. Đầm hoa 65. Trên 52 con, trên mét 6. 65.000.
Đầm hoa, chị bấm đầm hoa 65. Đầm hoa 65. Bây giờ thấy like ế không các bạn? Tôi còn đang định tắt like kêu này luôn á bà ơi. Còn ai không chấm mài luôn cho em phát được không? Muốn lụa gì không á chị? Mấy mấy trăm hàng mà kiểu này xỉu luôn á. Mấy trăm hàng nữa bà ơi. Mấy ngàn hàng luôn, mấy trăm. Ai vô nhà em chắc mấy ngàn hàng chứ không phải mấy trăm. Rồi tiếp tục một cái áo Mickey hãng cho em á chị ơi. Một cái áo kiểu Mickey hoodie á, mặc kêu kiểu hoodie mới chứ. Ủa đồ đẹp vậy. Cái này đẹp vậy. Cái này rất là đẹp luôn á chị ơi. Mickey, chị Khôi Hoàng lấy đi chị yêu 65 ngàn. Chị Khôi Hoàng lấy cái này đi chị Khôi Hoàng ơi, đẹp quá. 65 ngàn Mickey xám. Mickey xám 65 ngàn, đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn. 65 ngàn. Trắng đi em, nãy giờ em chưa thấy cái nào màu trắng á chị. Nãy giờ màu trắng nó lạc trôi đâu vậy ta. Chị Khôi Hoàng lấy đi chị Khôi Hoàng. Cái này mặc được hai kiểu, chích eo cũng được mà không chích eo cũng được luôn. Con này hàng hãng luôn nha mấy bà, 65 ngàn. Trời ơi, mai cái không có ai mà rước cái nổi cái mỏ em đi nổi luôn á chị. Thề luôn nha, chị Diễm Bùi. Trời ơi, đẹp lắm. Cái này đẹp lắm luôn á, 65 ngàn chị Diễm Bùi. Thề luôn là không có ai rước nổi cái mỏ em luôn á chị. Lấy cái nốt sao mà Noel mai đủ đi chơi là biết cái nốt sao rồi á. Nó dễ thương quá nè. Rồi tiếp tục một cái đầm nâu cho em mặc được lệch vai một bên cũng được, trễ vai cũng được cho em quý chị ơi. Đầm nâu rút dây 65 ngàn luôn, vải không đẹp tới hoàn tiền. Đầm nâu rút dây 65 ngàn, mặc được trễ vai cũng được nha. Đồ má ơi, Noel nó cái xuống nó dẫn đi chơi đâu mấy má. Má nó không hề xuống dẫn đi chơi luôn nha bà. Biết sao không? Lâu lâu đăng. Đăng cái chuyện nó kiểu vậy. Mình nhận được quà mà mình không làm gì, mình cảm thấy cái lỗi léo dẫn đi chơi đéo vui. Không dẫn đi chơi không vui nha mọi người. Em là cái nét của em là đi chơi em mới vui lận. 65 ngàn đầm nâu. Nếu người ta tặng quà mình như một lời cảm ơn đó mọi người, hiểu không? Mình cảm ơn đó. À đúng rồi, tinh tinh quà cái mình cảm ơn á. Chứ không có gì hết trơn mấy bạn. Chứ Noel ngủ nhà bán ế lò len nè. Noel ngủ nhà bán ế lò len, mấy bà đi Mary chịch mờ tôi biết mà. Có mình tôi ngồi đây. Mấy bà chịch mệt, mấy bà không coi livestream nổi luôn mà. Rồi tiếp tục một cái đầm ê đầm này mua gì cho mẹ mặc nè Vy Vy. Rồi tặng cho ai 50. 50 đầm suông cho ai vui vẻ không quẹo luôn nha mấy bà. Tính ra mặc những cái đầm này nó rất là sang nha mấy chị, coi trong bên tao bao đó mấy chị. Những cái đầm này mới chết khỏi chê luôn nha. 50 ngàn hôm nay view lên trăm mấy mà vẫn không bán được, mấy bà là biết ế rồi đó. 50 ngàn chị bấm đầm cho em luôn, đầm đen. Đầm đen 50. Đầm đen 50 cho em nha mọi người. Đầm điệu màu đen hả? Đầm đầu điệu điệu đúng không? Đầy mà. Năm chục ngàn đầm đen. Mấy trẻ ai nuôi được cái mỏ này nè. Trẻ ai nuôi được nổi luôn á vậy. Mỏ hổn đó chứ. Để gì còn hổn đó chứ. Lấy gì mà thằng cái mỏ hổn cho mẹ luôn. Cái thằng này chịu nổ đâu. Rồi đầm xám cho em 50 ngàn luôn á chị ơi. Đầm xám, ồ cái đầm của người ta là cái cổ trước nó hở như thế này mới mát. Kéo cái cổ xẻ xuống tùy mấy chị, body ngắn tay. Chị Lanh Bùi còn không? Lanh Trần. 50 ngàn đầm xám. 50 ngàn đầm xám cho em body xám 50. Trời ơi body xám siêu đẹp nữa bà ơi. Cái này là hở vú, mấy chị thích hở đâu hở nha. Body xám 50 ngàn. Body xám 50 ạ. Chị bấm body xám, 50 ngàn. Cái nốt này hôm nay ai rước đi nổi vậy ơi. Y chang cái nốt, cái nốt y chang luôn. Body xám 50. Trong váy nào? Trong váy mi mặt đen không bán. Rồi con một con đầm yếm cho em mấy chị. Một con đầm yếm siêu siêu đẹp cho em mấy chị ơi. 75 ngàn đầm yếm. 75 ngàn đầm yếm cho em nha mọi người. Ai chịu chịu, không chịu chịu mọi người. Vô mệt rồi.
Đầm yếm 60 là đầm yếm 75.000, chị bấm đầm yếm trắng, bấm kim đầm yếm trắng. Nói chung là lô này nó đẹp lắm mọi người, hàng TS nè, hàng NGN nè, hàng nhà đô la nè, rất là nhiều hàng luôn. Không có cái nào mà hàng xưởng Việt Nam mình luôn là các bạn hiểu rồi các bạn ơi. 75.000 đầm trắng nè, đẹp không? Ê chị, cái này để tao mặc luôn. Bán ế quá, để mặc mẹ ra luôn. Mấy giờ? 10 giờ chưa? 10 giờ. Một cái đầm, một cái đen cho em luôn mấy chị ơi. Một cái quần dài đen baggy rác cho em luôn, 50.000 luôn. 50.000 đùi dài đen cho em mấy chị ơi. Dài đen 50, chị bấm dài đen 50.000 cho em mấy chị. 50.000 dài đen suông, suông đen 50. Size L. Suông đen 50.000 size L. Chị bấm suông đen quá, suông đen size L 50.000. Có gì nha, chị đưa chị gọi em lại nha. Ừ. Ừ. 7:30 dậy đi. Xương đen chị Khôi Hoàng 50. Đó tôi mới quăng lên sau á. Cái set này rất là rộng luôn nhớ mà. Cái set này set rất là rộng luôn á chị ơi. Set này là cái gì trời? Gồm một cái áo sơ mi tròn với lại một cái áo này. Tặng luôn set này cho chị nào nét luôn mấy chị ơi, 45.000. Set xanh size bự nha mọi người. Size bự cho em nha. 45.000. Xung đen hết rồi. 45.000 set sơ mi cộng áo tròn siêu đẹp luôn, 45.000. Chị bấm xanh 45 size bự nha mọi người. 45.000. Máy tính ra, chén đồ quá bán 45.000. Xanh 45. Một cái chân bao váy bông cho em 50. Chân váy bông hãng 50. Cái gì? Chân váy bông hãng 50. Sang shopping này chị hỏi em. Chân váy bông hãng 50.000 nha, chị bấm chân váy bông hãng 50.000 ạ. Chân váy bông 50. Ế vô tròn, bán gì vậy gì tròn. Tôi thấy tôi lấy ra xong tôi bỏ vô bị lại không gì tròn. Cái này dính chắc cái gì nữa. Mấy chị làm ơn mấy chị mua đồ cho nó bớt rảnh giùm em nữa mấy chị. Áo nu giùm, áo nu cho em mấy chị ơi, 60.000 áo nu. 60.000 áo nu chất xốp. 60.000 áo nu chất xốp miếng nước rồi. Nước nước. 60.000 áo xốp 60. Áo xốp ạ. À. Áo xốp 60.000, chị bấm áo xốp không? Chất xốp cho em 60.000. Áo chất xốp 60.000. Má đúng 20 người, có người mua còn hơn 100 người mà không có người mua mà. Gửi nhận hết rồi. 60.000. Một cái đầm hồng, chị bấm đầm hồng cho em mấy chị. 60 đầm hồng. 60 đầm hồng, chị bấm đầm hồng 60. Đầm hồng suông 60. Đầm hồng suông 60, chị bấm đầm hồng suông 60 ạ. À. Mấy chị ơi, mình like nữa không mọi người? À, mình like nữa không? Xe này. Có cái kêu này. Mình lấy xe mày. Đầm hồng suông 60, chị bấm đầm hồng suông 60 ạ. À. Đầm hồng suông 60. Mấy chị ơi, like nữa không mấy trời? Em biết ngõ chứ. Em thấy em lạc lõng giữa trời xanh. Em lạc lõng mà không ai mua mấy bà, không ai mua luôn á. Lai 50-60 ngàn không ai mua giờ lái gì trời. Lai 50-60 ngàn không ai mua gì trời. Lai sợ bi đi. Sợ mẹ tao chứ bi. Lai gì này sao lai. Lai 50-60 ngàn sao lai như cho vậy á. Hàng tao bao mà lai như cho gì không ai mua nè. Nghĩ nha, nghĩ lai lai sau nha. Lắc lai này xong rồi đốt cái xui xẻo đi xong rồi lai sau nha mấy chị. Ok không? Ok. Yes. 10 giờ lên lại nha. Giờ 10 giờ hả? Má lai giùm có ba mấy người con mà không có người. Giờ người ta lễ xong này người ta mới đi chơi mà. Lai mà kiểu lai không có người mua chứ không phải là ấy đâu mọi người, mà lai không có người mua luôn nha. Say goodbye. 10 phút sau lên lại. Ai muốn gặp em thì 10 phút sau lên lại.
say goodbye.